tâm mà người lắng nghe cho được cẩn thận, cho thật là trọn vẹn. Ta dạy học nó kề mà xa ghen Amadi wa nam yana gong na abong no ku pimpe bi da gala Ya bain shim chit do mu do Taman tam buddha pya shin kuro mya chi ku a pyin kuro cha ya aung ne mi mi do le Lâu chi bi do pya gong a yong yu tha. Dạ thôi rồi sớm ơi là không. Trước khi mà ngài thuyết pháp thì ngài sẽ tỉnh mời các cái vị chư thiên tới đây để nghe pháp cũng như là đảnh lễ Đức Phật về tối thắng như nhân thiên. Tu quá rồi không? Ăn giờ tối nay nó tu quá Tiêu. Rồi. Tiêu, giờ ăn nữa đâu sao đâu? Đừng ai ở vô rút đừng có nói chuyện để nghe pháp chứ. Cái vấn đề trục trặc gì đó thì phải kiểm tra. Ok, xa dạy hò. Tamanda sakavali tu adaragi sandu devata. Tamanda sakavali tu adaragi sandu devata. Da dhamma muni rajata tu nam tu taka mokaram. Tamadava nakalo yam patanda. Tamanda tawinya yam yanaruma. Sekawali tu yuzana paung tadao miya swa sacha walaru nai. Wadao na iriya betta miya da shumbyo. Tarindong sando muja wa kundo. Dewa da aga da ta pouma ta nim. Rukha da nim name miya swa na tro gaundo di. Adararama raven sinyan jimbaya yi. Tamayon dun zido. Agi sang du chung yaku mga cha chua yau la cha ba gong lo. Taka maugaram luna naibang chodong nanggu amamadui pido muda ba vi tha do. Muni raja da aga naga dikha pisi kahu. Nga vyasu di muni dikhen vyasin kuro miya ji yi. Tadamam duro gaung diago tu nanggu la yau yu na cha le cha ba gong lo. Paranarama shweja de danago, de cha bhegu ale mu yue ye yutanya unamyaro. Yang galo, yi cheng khatamaya jidiga. Tamadavana galo duro gong diago, na cha yame cheng khaji phipa vetari. Sadhu, sadhu, sadhu. Anathanyan sato natho payanam abhyankaro. Anathanyan sato natho payanam abhyankaro. Kinkin sabahunam sita dukhita sika utako. Sika utako ve lube na. Ve vyama ve tatwa dhizong diyao kama. Thun thun bau bau mamang gangang ham bang bang titi cha cha aphin. Ho vya jinga maswam tati. Tia yere na yin sa cha ji gu le ve. Kong swa a phin pho cha ro mua vi tha do. Anatha nam ku we a me yu ni cha gu do. Lu na vya ma tat wa pao nu na tho sa ku we a si le psi do mua vi tha do. Vaya nam ya ga do da. Moha riu do bi pao ni tui chung yu ni cha gu do. Vaya nam ubi na bi. Tui vui thì hủ đồ bì bao nhiêu tui châu nguyện nế giả gồm đó. Lưu nà viên mát tà đoà bao nhiêu à. À vầy ăn gà rô bì kinh ông lê bưu đô mù đạp bà vi thà đô. Bà hù nàm nhà xóa gồm nô tà đoà bao nhiêu. Kinh khinh sa. Đù lô tui đô yông mà chinh ngô lê vè. Sì rà 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 mà chăm bè phía tàu tiên nô mù đạp bà vi thà đô. Tù khí tà gù đô mẹ chăm tà đà lô. Lung sung no tat wa rui gu le chang da ong ke ma ro mua vi tha do. Tam ba quan nam phong no nan da gan no nan da. Nhang do nan da du gu do nan da ni. Pi dung no mu di du phya chin gu ro mya ji go. Ma yang diya ho diya na bju lu jya wa gu no phya tvi do do di. Han niya na se khun na tuwe gu gu we diya lang ya ham yi ko phya ta ro do di.
When they want me, try you, Julia, so movie, she cool by Yaswa Pia. When they want me, Pia, I own Jesu Gongo. Front home, ya know that I pure way, she cool, okay, by Yaswa Pia. Sadu, sadu, sadu. He did not desire with it. I do home, Tobia Mangers, who are daughters of the Aja. Tido Magami, Buddha, the Aliza, Kangi, Manetti, Yon, Nitown, Wam Yau Najau, Laja, Gondo, Dudama, Pantro, Gondo, ah. They are Mingalang, you don't, you be and be unseen way. They are Mingalang, John, don't, John, be and be unseen way. They are Mingalang. Go don't go be and be unseen way. On Jim Soda, Mingaladi. Oh, do you need Gaza? Nibanja, oh, mocha, madwe, pija, vadi, tadi. Sadu, sadu, sadu. Eh, can you lay hola? Yadare, idia bone, eh, Nayun, Naja, Nayma, no? Mọi người lựa chọn cái tư thế ngồi phù hợp để mà nghe pháp được thoải mái nhé. Đình đình niệm nhau, gia chính cô rom gia chi, họ cha cái đó là bị ta cài YouTube chỉ cam bị đó là tin nhà bị mẹ nó. Hôm nay thì ngài sẽ dựa trên cái bài pháp thoại được Đức Phật thuyết có tên là Besap Kari. Cái câu chuyện này thì ngài sẽ dựa trên đó là ngài sẽ thuyết bài pháp thoại. Saya Andi Budo Yan Loko Tanuka Tawit Vatadi Taguno Zala Mudowa Abo de Kayaki Sadi Andi Budo Yan Loko Tanuka Tawit Vatadi Taguno Zala Mudowa Abo de Kayaki Sadi Pabio Rale Solution Yaswapias in Kuromiajiga. Andi Buddha Ayan Loko Miala Dom Yon Tatua Boundiga Andi Buddha Kani Gara Miare Piaguro Miala, no? Miala Dom Yon Tatua Bounha Ba Mamadide Akani Gara Miare Mosu letter by Gundama Lumiawi Toyare Nget Tatua Bounha The Goundali and Ningera Sita Lore Mafia hoja rom wadi, tiarorigu. Tinian bido, luna chan lago, luna nevan dona no chanago, yashi, yoshi, ware, poku sura. Imadama, nere, lu, piazin guru, miajiga hola. And the amea, long lu, ticataline, so mage, no? Đức Phật của chúng ta đã thuyết lên một cái bài kệ này theo Bali là Andabuto ayam loko tanuketa vipassati sakuno chanamuto wa appo sakkaya gacchati. Tức là có thể dịch ra là đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Đa phần người ở chúng sanh ở trên cõi đời á giống như chim, rất là ít người nhìn thấy các cái pháp rõ ràng, mà thường là thật là mù quáng, thật là vô minh, nên là có rất là ít người được tái sanh vào lại làm cõi người, cõi trời, và càng ít hơn nữa là những người có thể thấy được Niết Bàn. Như sao vậy? Amaya luôn luôn hoài là lưu điều, nó. Nhà là tông nhau ta đoà đi hả? Bà mà mà đi để càng đi gà ra mẹ đấy. Một số lệ thế bây gồm đề mà lưu mẹo chả đấy, nghe ta đoà ở bao hả? The count the leader, she the lode, Hala, Mozuga, Tom Panda, Bagun in the Tom Pandeca, Young Twanine, Nega, the count the leave, the Louvre, no? Mavia Hojaro Mure, the Arorigo. Lina Jen Dombido, T. Dwajare, Boko, Luna, Nibango, Chana Gujare, Boko Sura, Imadama, Nere, Lu, Piacin Gurobiaga, Mangaro, Al, we dine to be Rari, Hola, Amea, Lenu, Di Cataline, Soma, Gera, no? Thì Đức Phật của chúng ta cảm thấy Ngài cảm thấy không thật sự là
là ưng ý, không thực sự là thỏa mãn. Tại vì sao? Tại vì là đa phần chúng sanh giống như những kẻ mù, giống như những con chim bị mắc lưới vào tay lưới của những kẻ săn chim. Rất ít người có thể là nói là một con hai con có thể thoát ra khỏi lưới, đa phần là đều bị lọt vào tay của cái săn chim và bị giết chết hết. Thì bởi vì lý do Đức Phật không hài lòng, không thỏa mãn với cái sự việc này đang xảy ra, nên là Đức Phật đã thuyết cái bài kệ này ở cái xứ gọi là xứ Alawi. Như vậy thôi, là về mặt tiếp bảo là lấy số u dân được nhớ rõ bia. Ác khả lao vật gì thì họ yêu đề khả. Alawi tai lu tai na đi, bây giờ xin cô ra mẹ cho lao vi để số đó. Bây giờ cho lao vi số đó, hay là alawi tai lu tai na đi, bây giờ xin cô ra mẹ cố pin phê bị pan đi. Pan đi lu già đấy, xoan đi cả già đấy, xoan đi pin phê bị rồi cả già. Xoan bằng chỉ chăm bỏ là. Nhà sư vào hà là cứu chủ cao mu Mahadhana ji biểu bi đó, bây giờ xin cô ra mẹ cố phụ đạo cha ra vào. Cố xin đó, các anh em mà bằng đồ cao đó, cái gì hàng đang ở đi cho là ví dụ, bằng này này phụ đạo cha đó lo, xuân này này biến phải bi đó, cái cha đó lo, à hola là, ai ở đây vào về, bây giờ này anh em mà bắt ai à, nó, tu cha đang nhà đấy. Thì lúc ấy phía trên của ông nhà chị cho là bà đấy sửa đó. Alui tăng đủ tăng đá đi băng đi băng nà nà. Xoan khai vợ đi nè phía trên của ông nhà chị cụ. Bù dô chá là. Nó hoa mẹo hoa đá bê. Maha đá nà chí xoá nè đá nà chí phiêu chá là. Cái ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi ngài ngự tại bảo tháp Akgalawa của xứ Alawi. Thì các người dân xứ Alawi này, thiện nam tín nữ khi mà nghe được là Đức Thế Tôn đang đến viếng thăm cái xứ Alawi, nên là họ rất là hoan hỷ. Họ bắt đầu là đem hoa, họ đem nước mát, họ cúng dường vật thực đến Đức Phật. Và họ cái sự cúng dường của họ gọi là Mahadana, tức là đại thí, đại bố thí, đại cúng dường. Giống như hôm nay các sư đến với nước Việt Nam, thì các thiện nam tín nữ cũng rất là hoan hỷ, cũng cúng dường, cũng phục vụ chư tăng với cái tấm lòng thành kính. Thì ngày xưa cũng như vậy, ngày xưa các người dân của xứ Alawi cũng từng đã có cái sự hoan hỷ này đến với Đức Thế Tôn và đã làm cái buổi Mahadana. Hari lo hola, bây giờ chúng ta chỉ có xoan đi, pan đi. นานๆนี่เนี่ยปู่โดดะกะพระญาติศีลกุรอเมียกะอนุโมทนาอนีเนี่ยบ่เนาะดีเตียฮ้อล่ะบาลุเลยสุรุษิญปกุตตัตวะตุง 5 Đức Phật của chúng ta sau cái sự kiện là người dân của xứ Alawi cúng dường cái buổi đại bố thí đến Đức Phật đấy, thì Đức Phật đã thuyết ra một cái bài pháp làm hoan hỷ cho người dân của xứ này. Thì cái bài pháp này đại ý là để làm cho cái sự dính mắc, để làm cho cái sợi dây bói chuột buộc trói mọi người bởi các cái pháp của thế gian, bởi các cái hành của thế gian, các cái danh sắc của thế gian, mọi người đang bị trói chặt bởi nó và không thể nào thoát ra được. Bởi vì lý do đó nên Đức Phật mới tới để mà đưa cho mọi người một cái phương pháp, nào một cái phương cách hành thiền để mà thoát ra khỏi cái sự trói buộc này. Đây là gọi là tất cả các ma bằng từ đầu con rồi này, thì anh nạp lấy ta bằng từ đầu con rồi này. Bây giờ chúng ta mới học cái này rồi là, nếu mà thân ali mà hoa cha mi đồ, mà rồi vậy rồi, tinh khara, yêu nam tham mà tinh khara, tiari ha, mà miêu vu lu, ta vu miêu nó luôn bảy tha, nó. Trước khi mà người
Yes, he did it. The boy, she there. Look, Daliu, a mere alone don't. Trước khi mọi người nghe bài pháp này á, thì xin mọi người hãy tâm niệm về cái ý nghĩa của tất cả các cái pháp thế gian, tất cả những cái pháp gọi là cái pháp sankhara, tức là tất cả các cái hành, tất cả danh sắc nó đều không có bền vững và nó mang cái tính chất hư hoại, nó không có một lý do nào để mà mình bám víu vào nó. ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဟောလာကိုကဒီကျုပ်နန္ဒမအသင်္ခါရတရားတွေအမှန်မသိတော့မြဲတယ်လို့ထင်တာပေါ့เนาะမြဲတယ်ထင်တော့ငါပစ္စည်းရဲ့ငါသားရဲ့ငါသမီးရဲ့ ਨੇ ဆုတ်ကင်ထားကြတာတနေ့ကြတော့အာလုံးဘာလို့အောင်ဆုံးခွာသွားကြရမယ်ဟောလာရှင်းတဲ့လူနဲ့လဲပါတော့ခွဲခွာရမှာပဲဒါတွေကိုသိစေခြင်းလို့မမြဲဘူးလို့အမြဲနှလုံးတွန်းထားရမယ် cái sự thật của các pháp, nên là mình thường có suy nghĩ là các pháp này nó bền vững, tài sản, vật chất là bền vững, con trai con gái là bền vững, những cái người mà mình yêu quý thì những cái người đó nó bền vững, nên là mình không có sẵn sàng để mà từ bỏ nó. Đây là một số mi mi liều liều ni ta luôn mà nó đa dạng nhất so với cái này để từ bởi vì e sợ là người dân của xứ Alawi sẽ lê đễnh, sẽ hưởng thụ các cái loại dục lạc, các cái loại cảnh sắc, nên là Đức Phật với cái hình thức là Đức Phật thuyết một cái bài pháp làm hoan hỷ cho người dân xứ này. Đức Phật đã đem đến cho người dân xứ này lợi ích bằng cách là trao cho họ, hướng dẫn cho họ một cái cách hành thiền để loại bỏ được cái sự dính mắc này. Bà bì kè tà lê sư lù chìm phía chìm của rõ mẹ chì gà. À tu vui mê zi vi tăng tu vui mê mẹ rè nà. À vô tà mẹ yà mẹ rì tà bà mẹ wà mẹ rè nà mẹ rì yô tà nà mẹ zi vi tăng. Zi vi tăng mẹ wà nì yà tà mẹ rè nà zi vi tăng mẹ wà à nì yà tà. Thì đam mê và niya đam mê na anh niya đam đi yêu em mê na đệ đi bảo vệ tha để bây giờ chúng tôi mới chỉ cả mê ba biểu ra lên số lượng mê ngài thì vị đam đệ sinh về niya chân đi cả à du hoàng mà khai mà mê giải lệ bia sĩ đã đợi được bao nhiêu đấy mê ngài thì áo đam mê chui mê đi ta ba mê wa mê yo da na mê wa đi ya áo mê đi ya gì áo mê Mariyo dana me zivita me ngai zivita de chin ve niya chin di ga Mariyo dana te chin da lien a song chi de me ngai zivita de chin ve niya chin di ga atu wen ma mye bu maranan te ya chin di ga tu wen mye de lu nyat swa phaya ga marana dautati kamathan ko nalon twan khain da ho la Đức Phật hướng dẫn người dân của xứ Alawi như thế này. Ngài hướng dẫn là bằng Bali là Aduwame Chiwitam Duwame Maranam Awasam Maya Maritapa Mewa Marana Bari Yosanam Me Chiwitam Chiwita Mewa Aniyatam Maranam Niyatam. Cái này là một cái cách Đức Phật hướng dẫn cho người dân xứ Alawi tuy niệm về sự chết, tu tập về sự chết. Có ý nghĩa là đời sống của ta không tồn tại, sự chết chắc chắn sẽ đến với ta, ta chắc chắn phải chết, đời sống của ta có sự chết sẽ là thường hằng. Còn là gì vui đáng hả là gì vui đáng gì vui đáng mê và anh yá đáng mà rè nà nà yá đáng thì yêu em mà rè nà tà đích bà vui thả còn là bảo em phía tòa là lù hay chá rô hay lù phía chinh của rô mẹ chí gà bà rô nà lông tông khai nà nó bà lù lê xù lù chinh bà lù hà ကိုပြောတယ်ဟာလာမြဲတယ်လို့ထင်တော့မိမိလျော်လျော်နဲ့နေကြတာเนาะတနေ့ကြတော့ခွဲခွာကြရအောင်မဲတဲ့တေးကြရအောင်မဲတေးတဲ့ခါကျဒီလိုနှလုံးသွင်းမထားခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းဟုတ်လားငါရဲ့တာသမီမှာငါရဲ့မိမငါရဲ့ဆွေမျိုးမှာငါရဲ့ညီမငါမှာဖြစ်ရလေခြင်းလို့ဆိုပြီးပူလောင်မှုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားစောစောအားရဲ့ဘာလို့ဒါတော့
lưu đi mà na nô đi cầm thang lì gù bà rô, bì bì rô, tai đòn thà ra, nô tân đi chả, ti chả yao ma, đà lì nè, nì. Bởi vì lý do là mọi người cứ nghĩ là đời sống này nó vĩnh hằng, nó rất là thường. Mọi người nghĩ, mọi người rất là lơ đễnh, không có biết được cái sự thật. Và tới một ngày nào đó mình phải chết, mình phải từ bỏ tài sản, mình phải từ bỏ vợ con, từ bỏ anh chị em, những người mình yêu quý. Và vì không có biết được cái sự thật này, vì lơ đễnh nên là thường là khi mà đối diện với các cái hoàn cảnh này thì mọi người rất là cảm thấy nóng nảy, rất là cảm thấy đau lòng. Thì bởi vì lý do đó nên Đức Phật với lòng thương tưởng tới chúng sanh thì ngay từ lúc đầu, ngay từ hồi còn sớm thì Đức Phật đã cho cái bài pháp thoại này, đã hướng dẫn mọi người hành thiền sẽ chết để nêu lên cái sự thật là mình phải chết, chắc chắn là mình phải chết và mình phải xa rời những cái vật mà mình yêu quý. ကဲဒကာမမောင်းတို့ရောကောင်းတွေဟာလာမိမိတို့အမြဲတမ်းပါတော့နှလုံးတွန်းထားရပါလို့လဲဆိုလို့ရှင်အမှန်မသိကြတော့ဟောလားဆုတ်ကင်ထားကြတာပေါ့နော်ငါသားရဲ့ငါသမီးရဲ့ငါဆွေမျိုးရဲ့ငါပစ္စည်းရဲ့ mọi người nghĩ là nó là thường hằng, mọi người không có thấy được cái sự thật của nó và thường là rất là chìm đắm trong nó và không thể nào thoát ra được. Quên đi rằng là mình đang có cơ hội tốt là tái sanh làm kiếp làm người. Và mọi người lưu ý là tại vì cái sự may mắn là mình đang được tái sanh làm người, mọi người hãy cố gắng làm sao để mà phát triển, làm sao để mà tu tập. Mà mất đi đồ hồ là, xoay là nào. Bà đi mà mất đi là, đi xa lì bà mất đi luôn. Đi xa lì bà tì ông, khuôn con đi, hay là, giá con tâm ba con đi, ta ra nào đi, tôn mà mì đi, hay là, cùng đồ khuôn con, khá con mà tì ông, chú giá á thơ bà, no? Tì để đánh lê bà luôn, chênh à, lây nà, chênh tông à, mê, no? Thu khá tì xa, tâm ưu đi á tì xa, nhiều ra tì xa, mê khá tì xa, tì xa lì bà mất đi đồ. Mà mất đi đồ, cú, hay là, nga về tu về bồ tát về tất đoạ về này hả, suy lang bi rồi ni giả, lo cả tâm uỷ rồi mang nào bộ, pramatha ni này rồi hả, bồ tát đoạ xu ra mà chi, nó yêu na, na ba khăn na nga ba, nó ta đi về chi ra. Sau đó nói là mọi người không thấy, người ta không thấy, tức là không thấy ở đây, tức là không thấy về chân lý tứ thánh đế, tức là khổ đế, khổ nguyên nhân của khổ. Diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Tại vì mọi người không biết nên là mọi người phải chịu đau khổ. Bây giờ đây mọi người phải tận dụng cái cơ hội may mắn là có được những cái vị thầy và được biết đến giáo pháp của Đức Phật, thì hãy cố gắng thực hành các cái thiền pháp. Vì chúng ta không biết, cứ nghĩ là đây là người, đây là chúng sanh, nhưng mà thực ra nó chỉ có danh và sắc, tức là và ngũ uẩn thôi, không có gì ngoài ra các cái phần này hết. Nên nghe à phi cú 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 sinh nhân chi ngủ hoặc là suy lan thì dọ đó, nó lưu sinh nhân mà lấy suy khi đã lo mà nà kha thanh đã sám đi muội nhân đi chi đề đi lệ đề đi đoà đi y ta jo yu yu run chen đi nhu đề nà lo mi phiền số u ma u đen sa đi sao ôn học đề chỉ tới bị tuy chui sa đề tông sen nà cút thà đã tông sen nà bồng bồng gì lại hoặc là nga bê mê lê bê hà xuê lê hà xì tê lê lu nê nê lao u bò quê gu xin yên chi lai bò nó ta su yên u tờ rô li u gu gu xuê lê hà yô tòa mà tê lu li xin yên chi bà mà mê xì hà mà xì u nga mà mê xì hà mà xì tù rù bà rù bà lu xuê lê hà mà xì u nó gu gu rong xuê lê hà mà xì bì xì ô xà rì xù rà gà ta thà bà thà lai tò nó đà giá mô gu 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 tà lì u mê xò bè hà xin yên khai nè lu bè nó u zhen gà nì bì rò cú cú đa lưu sinh nhé, đa má, tân hi chả rồi, u bộ, bây giờ này đi hồ là, phải à đâu mà nó, u mượn sang này, u ôn na đi xu là, mượn sang này, tân hi chả, nhà xóa phải à xin, cô lo nhà gì đó, bây giờ đi bán sang nhà là, u xin nô lệ tân hi, đi chơi à má,
Đồ lê tân nít đi chạy à mà lưu sù bì rô mì mì cú cú bà rô. Ê, tí lù xin nhìn thà lại đê ạ tùa chào hà là. Quân nàm bèo ra đi xin nhìn nó ạ bù rì yô tò à. Tông đào hò là ô lưu xuyên. Ngà mà phía à lì chên. Ngà yà xuyên mưu tà chên mà phía à lì chên. Bố bù lò mà. Nó. Mọi người thử, mọi người dành ra một chút ít thời gian để mà suy ngẫm, để mà suy tư về cái sự thật của chúng ta, cơ thể của chúng ta. Mọi người thấy là chúng ta được cấu thành bởi 32 cái gọi là 32 cái thân phận gọi là 32 cốt thà tá, tức là gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, vân vân. Thì tất cả ai cũng vậy, ngay bản thân mình hoặc là người khác đều cấu tạo bởi 32 cái phần này, và nó không có gì là tốt đẹp hết. Vậy nên là nó không có một cái lý do gì để mà mình dính mắc, để mà mình vướng bận vô 32 cái thân phận này. Ngay cả chính chúng ta, ngay cả những người xung quanh chúng ta cũng cấu tạo bởi như vậy, thì huống hồ gì là những cái vật ngoài thân. Vậy nên là những cái vật ngoài thân càng không đáng để chúng ta dính mắc, để chúng ta phải đau khổ vì nó. Đức Phật của chúng ta cũng không có vượt qua cái quy luật về già bệnh chết, và một ngày nào đó chúng ta cũng như vậy. Thì nếu như mà chúng ta thường xuyên chúng ta suy tư về cái điều này, về 32 cái sự thật, về 32 thân phận, về cái sự ô trược của tấm thân này, thì chắc chắn là các cái dính mắc, các cái sự lo toan, các cái sự đau khổ nó sẽ giảm bớt. Hello. Thà lại đó là cụ kể nhà giáo phía cả ba đời đó ngay ở đây sinh viên đi ra trên à mà khai mà miệng giang lên chú quyết đặt để đồ gì đấy hay là tiền trên đó liền xong gì đấy bên này bây giờ chính xem mà chỉ vụ trả lời của bà đó nó luôn luôn thà giả đấy nó riêng cái biểu đó luôn cái gì vậy cái gì mà đã bằng có gì nhà mình đang đâu vậy nay nó đang gần đi nào mà đi nào nào mới xuống nào chính xem mà chỉ đi ni la mình đẹp hiền la, đẹp khá la, cô la la đi la la, chính xem mà chịu, à la, ai giờ cô đuổi ba lô thằng, biến xin thế, lô tiền này, lô thay thế, cái gì rồi, lô thay à, mấy con gì già rồi, nó. Đức Phật biết là Đức Phật nói là đời sống của ta không tồn tại, sự chết thì chắc chắn sẽ đến với ta. Mình không có biết chắc là ngày nào mình sẽ chết, hôm nay hay là ngày mai, hay là ngày mốt, hay là một tuần nữa, một tháng nữa. Mình không biết chắc chắn về cái sự chết của bản thân mình. Nên là mình phải nên chuẩn bị trước cái tinh thần về cái sự chết này. Khu mà đến nấu tới đi cầm mặt thân của bà rút bê gây ra là dù yên. Bà lâu ý tài nụ tài nà rì. Nó xóa anh nụ mô tài nà rì. Mì mì liô yô nì mà xô lù. Hoà là mà mì hù. Hoà là tì giá yà ô mà. Rồi nà nấu tà đi cầm thà nè nì già lù phía xô mà gây ra, nó. Thì cái đề mục niệm sự chết này thì đã được Đức Phật thuyết đến cho người dân, các thiện nam tín nữ của xứ Alawi, vì lòng thương tưởng, vì lo ngại là các cái người dân này sẽ lơ đễnh, sẽ phóng dật và không có biết sự thật là các pháp nó đều không có trường cửu, nó không có thường hằng, và mình một ngày đó tất cả mọi người đều phải chết. Yêu nan đà ma tinh khara tya ri ya pyu kwe pye si tat de tbo chi de lu phaya shin guru mya ti do mu lu so ga ye ho la chu pi do tri pi de ani ne marana nau tati kamathan ni ku pe ga wi do le alawi tai nu tai na ri ya do me mye me ni ya da no phaya shin guru mya ji ya da thong ma pi do tha ga da ru ma ma lai nai ai the ma 16 ne ayoe chi de amyo tamili de u be lai na de do piyana ne ya ro ma ti ho la tiyana paridat de ya ro tại vì Đức Phật của chúng ta này biết rất rõ ràng rằng tất cả các cái pháp gồm có danh sắc ngũ uẩn đều mang tính chất hủy hoại, đều mang tính chất không có thường hằng, nên là ngài thuyết cái bài pháp này. Nhưng mà khi mà các người dân thiện nam tín nữ của cái xứ Alawi này nghe bài pháp này thì không có ai thực hành theo hết. Chỉ duy nhất có một cái cô thiếu nữ 16 tuổi thì cổ thực hành theo, cổ hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Không biết là các thí chủ của Việt Nam mình thì không biết có thực hành được hay không.
Cái này rồi bây giờ là hồi đi ăn nào bây giờ để lấy nào ra mà là. Thầy hỏi quý vị những người dân Việt Nam có thể học theo không, có thể làm theo lời chỉ dạy của Đức Phật không? Mình đúng không là im đó mà ní gà biểu cái đấy bồ đề bà ra khi nào thì áp phích bỏ hà la phong thanh nó mua cái bồ đề bà ra nó mà khi nào đón nhà mà tùy cái đấy lúc chơi lấy nhà cái đấy trung công đi ăn gì này trung công bỏ anh hà la gia đình này cái đấy nó trung công đi bỏ anh này gia đình gì đó na na nhà gì na na xã cố sự để chỉ đạt đi hà la phi dầu này đó sao đấy phi dầu này đó mình biết được chú ra mà khoan công nó thế sao đi vào mà đi đó à luôn à bao luôn đi ra đấy Pulau Muri này hoa là út xin nhà cả mà lâm nhau này nhau đi đó thế sao thì đi tiệm nhà soạn bây giờ cả đi bữa ăn đi cơm ăn đi miu miu pê pê đó lưu đi cô hoa là chấp nhà cái đó nó ta đi lấy này à mấy cô à lưu không gì à đâu gặp được Đức Phật mà sanh ra, Đức Phật mà xuất hiện ở đời là một cái điều rất là hy hữu. Mình được tái sanh là người là rất là một điều rất là hy hữu. Bởi vì vậy nên ta hãy cố gắng thực hành các cái pháp của bậc trí giả để làm sao mình trở thành một cái bậc thiện trí, cố gắng làm nên làm cho toàn vẹn các cái phẩm chất của mình. Bởi vì các người dân của xứ Alawi này không có thấy được cái chân lý về tứ thánh đế, nên là những người dân đó đau khổ, những người dân đó dính mắc với các cái pháp, nên vậy nên là Đức Phật đã dùng nhiều phương pháp để mà thuyết về chánh niệm, để mà làm sao để giúp cho mọi người đỡ đi những cái đau khổ. Hey. Alui đại nữ đại na đi ở hala khuna biểu cái đại bà đó mi hala, toàn miệt toàn là miệt là, vậy nó, ai thèm mà đi sáu năm này vừa chỉ để biểu đi miệt rồi, phía trên guru miệt sâu mà để đắc ga ta mà mồ bù, phía trên guru miệt tiệt rồi đi hala sâu mà để đắc ga ngã na thầm lại na mà về số bì rồi bà đó, biểu ai nó thiên biểu ai nó, ô bộ, à về họ là lâu lâu khu lâu nay lấy vào đó có nào biểu đấy, giống như anh chế tuổi tuổi miệt liệt, mà đi đi bộ yến anh ngã khăn nằm mang xóa miệt cái về, ở đây đến lên trên đan chân, đế chân lão sông về, nay nhà mình này chín chế tuổi tuổi mà chỉ về lục số bì đồ bao lâu thà rồi thôi, đúng không? Mà nên anh nấu được đi qua là đấy, thế này chả ngã đây à, ôm về họ là đế chân nào đi lão sông chỉ đấy. Thế chân thì ác chân à, miệt đấy. Thế chân thì ác chân à, mà miệt vô lục hả là, biểu hiện đó, ta đây đó mà bảo nó thiên sinh biểu nó lâu lâu yên lại bảo đó, ta linh này, đi đấy, đan sao yên lại ta linh này, đông long lại rồi mấy thứ lại ta linh nó lâu đuôi bị rồi hả là chân lại mà cổ nó, từ từ lâu lâu mà, ta chẳng biểu hiện nào cả đâu, uzi lục hả là thì, thì anh nào phải đặt đuôi. À long lại hả là mình biết rồi, thì toàn lại là thì cái mặt hàng này thì lâu toàn lâu dài rồi, nó. Toàn là anh ấy ô ngã thân đi thì à ôm bé, ta mới nên ăn đồ thì em đang mà miệt đấy, nó miệt rồi đi đi ăn liền cái cút rồi thâu bằng phía đấy, ta mà mua lấy hoa là, cút này tiền liền ôm bé, u tiền bây giờ thay bé, bảo ăn đồ thì liền bé phía phía, toàn mấy số lô gì hoa là thâu này à, nó, ta mà mua miệt đa liền bé phía phía qua hoa là, à, ta bồi đi đâu hoa được, à, bây giờ bây giờ hoa được, ní cái hoa được bọn nó, hiện ta bồi đi đâu hoa được hoa là, trâu gạo đi, bây giờ cái má đi xây xây cái má đi cút xây cái má đi. Ta lên này miệt là hoa là chính mà cô mà nó đã miệt là cứ rồi à, đi ra cứ rồi ta đi à thâu bằng phía đó nó. Các người dân ở xứ Alawi thì họ đi đây đi đó, họ làm việc nhưng mà họ không có để ý tới cái lời dạy của Đức Phật, họ không thực hành lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà đặc biệt là có cái cô gái 16 tuổi này, cổ sau khi mà nghe pháp xong thì cổ lưu tâm, cổ ghi nhớ lời dạy của Đức Phật. Ngoài ra thì cổ còn thực hành theo nữa. Cổ làm việc, cổ đi lại thì cổ đều tâm niệm là đời sống của ta không tồn tại, sự chết chắc chắn sẽ đến với ta. Ta chắc chắn phải chết, đời sống của ta có sự chết sẽ là lẽ thường hằng. Một ngày nào đó thì ta cũng phải chết, ta không biết chắc chắn là ngày nào. Thì cái cô gái, chỉ có duy nhất cô gái này là thực hành như vậy thôi. Còn mọi người đều không thể thực hành.
mọi người rất là lơ đễnh và không thực hành. Thì tương tự như vậy, các cái thiện nam tín nữ hôm nay đến đây nghe pháp thì mọi người nên thực hành theo cái tấm gương của cô gái này. Mọi người có thể là lúc đi lại, mọi người làm việc, mọi người nấu nước thì mọi người cũng có thể thực hành niệm sự chết này. Nó rất là cao thượng, nó rất là tốt đẹp, rất là lợi ích cho mọi người. Nó sẽ là một cái sự hỗ trợ đắc lực cho việc tu tập của mọi người. Ngoài cái việc niệm sự chết này ra thì giống như hôm qua Ngài Sa Đo có giảng về niệm ân Đức Phật và niệm và rải tâm từ, mong cho tất cả thoát hết mọi hiểm nguy, thoát hết mọi khổ thân, thoát hết mọi khổ tâm và tràn đầy muôn hạnh phúc như Ngài đã thuyết. Thì khi mình làm như vậy thì mình không mất thời gian và mình có được nhiều phước báu, và nó là công cụ hỗ trợ rất là đắc lực cho cái việc tu tập của mình. Chà chà là mà hô là khu nàm bó đồ nhưng mà lúc chết đồ là nàm mà yu chi giá ghê rồi nó của ạ khu nhé yu đông chà chà tức chè mà đồ là gu bộ ạ đà tì bộ chôn nhì đồ phải phía nó thao tì à yào chú dà mê ạ lưu lê dù lưu chì của ạ chè mà đồ là nhé sò phía hô thà là tàmà bà rà mà chì hà là tà đà rô bà yà tà gà kì hà tà đi đà nó bề đi bộ như vậy bà cụ anh như vậy, chém má đôi anh bà đó ao đôi mà, nó đã cho một cụ cụ lưu hoa già đâu mà, chú già ăn thua à, từ đầu gạo này này hala xí cả con già đâu, từ đầu gạo này cha na con già đâu, khi đi ăn đi này hala cụ, đi xem li chế si bu bi đó, cụ 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 sau khi nào chú già, nó. Mọi người có nghe thấy không? Cái việc mà mọi người có được được tái sanh làm người rất là khó khăn, mọi người phải thực sự là nỗ lực trong cái việc mọi người thực hành pháp để làm sao mọi người tận dụng được cái cơ hội quý báu này, cái cơ hội hiếm có này. Chỉ cần một chút sơ sẩy thôi là sự nguy hiểm nó sẽ ập tới. Như Đức Phật đã thuyết thì tất cả chúng sanh thì cái bốn đọa xứ là cái ngôi nhà thường xuyên của mình, là cái nơi mà mình thường xuyên ghé thăm, thường xuyên lui tới. Tức là khi mà mình chỉ cần làm một cái việc gì đó sai lầm thì hoàn toàn là mình có thể rớt vào bốn khổ cảnh. Vậy nên là khi mà có cơ hội nghe được cái pháp tốt đẹp của Đức Phật, cố gắng mọi người nên huân tập nó, mọi người nên làm cho nó thật là sung mãn để mà mọi người thực hành. Chênh lý bì bộ nó, xí vay lô gà xí vay xù lê lâu chà là vậy. Tại vì mình lưu chênh lý được khu bì à, khu bò vạ trời nó, thuốc bảo vô. Thảm ám mù phê nè xùi nó, thà rìa ngà rù, thì lô kì xí vay nè chênh gông nè, tù rà rì, thà rìa mà tùy vù mù chô mù là mà chì vù, nó tì tìa rì, yà rà rì vè mà tùy vù mà. Thì lô kì kà gông á yông nì xù đà gà, mì mì lù bò vạ rì nè, tì tì tà rì hà là lù chà nà, nà chà nà, chà mà chà nà lè khăn rà vù mà, nó, chà mù đà rì gà. Ngài khuyên là mọi người mặc dù là cần phải lo toan cho cái đời sống kinh tế, nhưng mà mọi người phải dành ra một cái khoảng thời gian để mà suy ngẫm, để mà thực hành, để mà làm cho cái đời sống của mình nó được tốt đẹp lên, để làm sao mà tạo ra một cái lối thoát cho đời sống của mình. Và vậy nên là chúng ta không nên lơ đễnh, chúng ta không nên thiếu ý thức để mà để cho cái cuộc sống này nó trôi qua vô nghĩa, và suốt đời cứ nghĩ đến cái chuyện làm kinh tế và không có tận dụng cái cơ hội để mà tạo ra cái điểm an toàn để là cho chính bản thân mình. Lê đi xe rồi là tu tập số ba thà nó mấy mươi liều yếm này cái nó khi mà số này bù khi đâu nào bù mà yếm bì này bao mì này cao nhì này mà ngày đó toa ngày đó nhà mà đang ngồi sắc khăn xem tôi bị bù tao về lì lì bè ngay thế lê ra xí đó chỉ ba bì quên này vừa chơi lại mà đi đi vô thuyền gì mà mau mai tao du đi cả lên bù mà chơi thông anh em sống nhà USA, lúc mà đang nghe cô nàng ấy mà
ไอ้เดี๋ยวอยู่นะไม่อยู่โหลนี่ปู่ปรมัยอเมียงตุ่ยอ่างซังเลกามณีซังเลยอ่ะญัญญะเนี่ยดีวะตีโกเนี่ยเดี๋ยวจะรอไปอ่ะล่ะตัดดิเพียงพอซุ้มมาถ่าดาตุตะเป่อยู่ดีแท้ดากามกุอหมองเนี่ยดาไม่มีเลี่ยวอยู่นี่แม้สูรู้ชินรอเนี่ยอเป่งะเยแท้เลยพี่รอเนี่ยมาเนี่ยหรอล่ะ Ngài vừa đọc ra một cái lời khuyên răn của Lady Sado đối với đệ tử của Ngài. Ngài căn dặn là khi mà mình tham đắm trong ngũ dục thì một ngày nào đó thì mình cũng phải rớt xuống bốn khổ cảnh thôi. Là Ngài cảnh báo cho các cái vị đệ tử của mình bằng cái lời dạy như vậy. Bên nghe thề lê gì rồi tôi đi là. ဟောသူတို့ပြောအပင်ငရဲ့ထဲလဲစီတယ်ဆိုတာသိလားဟာလို့မရေးကြည့်တာဆရာတပည့်တော်နားမလည်ဘူးဗျာအပင်ငရဲ့ထဲလဲလားဗျာထဲလဲစီတယ်ထဲလဲစီတယ်အပင်ငရဲ့ထဲလဲတာစီတော့ရှေပါဘေးဝင်နေရွယ်ကျွတ်လွဲရမတီးရေရောထင်ရီမေးမောင်းမိုက်တောင်တူတွေကလင်းမှုမချဲအပင်ငရဲ့ထဲမှာတဲ့ဒီမိုက်ဟောလာကာမကုန်အမောင်မိလို့ရတော့ပါတော့အပင်ငရဲ့မှာထဲလဲပြီးတော့စီးနေမယ်ဆိုတာ Ngài nói là mọi người có biết về cái sự luân chuyển trong bốn cái khổ cảnh không? Tức là cái sự luân chuyển đây là mọi người phải tái sanh hết làm gà, làm trâu, làm bò, rồi cứ liên tục như vậy, cứ luân chuyển, cứ đi lòng vòng ở bốn khổ cảnh, không thể mà thoát ra được. Nếu như mà mình lơ đễnh, nếu như mà mình phóng dật thì mình sẽ bị luân chuyển liên tục ở trong cái bốn cái khổ cảnh này. Thông này nghe sâu miệng vừa rồi, lúc mà ta nghe cú na vậy mà, xây được nhiều nhiều năm ấy, nhiều lần này bù bờ mấy miệng tôi ở sang lề gà mà này sang lề à, nhẹ nhàng này, tiêu đấy, tiêu đi tiêu phê đó, để hà là tôi đau như vậy mà ba lâu mà đâu. တော့ညင်မြဲတယ်မဟာလာခမထအာယုံလေးနဲ့เนาะအဲမိမိတို့တခါတည်းမှတ်သွားပါဘောเนาะကိုကအဲအနာပါနာအထုတ်မယ်ဟောလာတော့ညောင်းရမပြားထုတ်မယ်ဆိုတော့ညောင်းရမြင်ပြမှာဝင်ပြီးတော့ဘာလို့မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးအဲတမင်းလင်းခွေးအောက်ပိုင်းလေးကိုဟောလာခွေးထားတဲ့ပိုင်းလေးဖြောင်းဖြောင်းထားမျက်လွာလေးချထားเนาะချအောင်နေမရအောင်အောင်စုတာမျက်လွာလေးချပြီးအမြဲဝင်ထွက်နေတာပဲเนาะ วันถั่วเดชูเดไฉ่เดตติลีโหหละเอนาริยะโตโทนุกัมยามาโกเนสิมีเมเนียลีทาบีโดชูเดไฉ่เดโหหละดาลีโอะเมเยลุงนี่อานาปานาลีมุนลีถั่วลีดาลีโอเปียวเปียเนาะสิทธิ์ตะผู่ผู่นมัยอยู่โลเดดิโลลีมุนลีถั่วลีนายเวตนายะโตตะพี้พี้เนบาโดนมัยบ่เนาะนมัยโซรปริกัมมานมัยโอกานมัยปริบากานมัยโหหละสิทธิ์ตะผู่ผู่นมัยอยู่โลดีกิริตาอัญญิจีรีกว้าจาตวาเดคาเจสิกกิริยะบาโด တန့်ရှင်းတာတန့်ရှင်းတော့ဒီသူ့ရဲ့ဟိုပါဘောเนาะဒီအမှန်တော့ဟိုပါပြောလို့ဆရာတော်ကြီးပြောလို့ကားတိုင်ခွဲပြတယ်လို့ဘောဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့စွန့်အားလေးတွေပြရတယ်เนาะဘယ်ရောက်ပြရတယ်တိုင်ခွဲကเนาะအခုလဲပါတော့ဒီစိတ်တဖြူဖြူနမိတ်ယူလို့ကုတီယာလေးကဖြူရောင်လေးတွေဟုတ်လားမိကိုရောင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြူရောင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะနောက်ကြီးတောင်းတောင်းဖြစ်ဖြစ်အတိပါကနမိတ်ဆိုပြည့်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘီအန်အန်တက္ကရမတွေလေเนาะဒါကြောင့်မို့အဲတို့ဒီဘီအန်အန်တက္ကရမတွေလေเนาะဒါလေးနဲ့ဟိုလူအောင်ရိုးမှုရာဒီထဲမှာမနေနဲ့အမောင်းနဲ့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါလေးနဲ့ခွားခွာပေးရတယ်ကမ္မထာအယုလေးနဲ့နေလို့ပြောတာเนาะတတိပေးတာဟုတ်တယ်။ Lily Sadon nhắc nhở tiếp là mọi người nên đi tới cái chỗ, những cái chỗ hoang vắng, những cái chỗ rừng núi và trong một cái đề mục thiền Kamathana để mà thực hành, giống như là tương tự như là đơn cử là giống như là mình, mọi người đang hứng thú với cái việc hành thiền Anapana, hành thiền hơi thở, tới một cái chỗ nào đó vắng vẻ, yên tĩnh, mọi người ngồi xếp bằng, lưng thẳng, đầu thẳng, hướng về cái đề mục mà lúc nào cũng cũng liên tục là đó là hơi thở của mình, giữ cái chánh niệm ở đó một nửa tiếng, một tiếng, khi nào đến khi mà cái nimitta, cái tướng nó hiện ra, gồm có chuẩn bị tướng,
chuẩn bị tướng, học tướng, tợ tướng, mọi người phải thực hành, phải thực hành cho nó thuần thục để mà nó xuất hiện các tướng này, để và để làm cho tất cả những cái phiền não, những cái khí lê xa nó được loại bỏ và làm cho cái tâm mình được trong sạch, trong sáng. Tức là đại ý là ngài Lady Sado khuyên là mọi người nên thực hành thiền định, mọi người nên thực hành các cái tầng thiền, không có dễ vui, không có lơ đễnh với cái việc quan trọng này. Cúi lại là giám hộ, alo mami mày ở nhà bố, nó ra tới bên đây nhìn này, bên này rồi, chuyện gì bây giờ bố, bên này mà là, đây khai đây mà họ là họ đau thảm, chuyện bây giờ mà là, bây bây đó lâu giờ bố, nó đây khai đây uống mấy chiều mà, bên này rồi đi ai uống đi rồi cúp vô cái rồi về, nó hôm nay làm tôi cũng chôm mua làm mà chỉ bố, đi mấy mong gì mà vô này rồi là cúp vô để thề lấy xin đi làm, nó đi đôi cháu đã lấy của chuyện bây bây lâu, à là bên này rồi chuyện bây giờ mà là mấy gì lại bỏ. Mọi người ngày sau đó hỏi là mọi người có thấy là cái sự nguy hiểm không? Mọi người có thấy là cái sự luân chuyển trong bốn cái khổ cảnh, nếu như mà mình sống dễ vui, mình sống phóng dật không? Thì ngài hỏi là mọi người có thể nào thấy được cái sự nguy hiểm đó và mọi người dành ra cái thời gian cho cái việc thực hành của mình không? Dạ có, thưa bạch ngài. มิมิเลียวนี่เนาะบาดิปมาโดมิสุโนปะดังปมาเตียจีนเนี่ยอจองเนี่ยอัปปมาโดอัมตังปะดังมิมิเลียวสุยินนิพพานเนี่ยอจองเนี่ยคุณน่ะงาคุณญัสวะพะยากะเอ้ฮะล่ะอาลุยไดนุไดนาฤดูมิมิเลียวนี่จาตะนี่จาเตียจะอยากออกมาเตียจีนโหนะลุงนอญาหลุสุรอาลุยไดนุไดนาฤดูอะกုံลุงไม่นามยาเตะเจ้าเนี่ยตะมีเลียฮะล่ะอมิวกองตะมีเลียก็บาดิตูก็รอยะกั้นเนี่ยมา เนี่ยนี่ญาญะหละบารมีลาไรซาไรตองไรดาลีเนี่ยนี่มาบ่ฮล่ะตะดิมะมีมะลิยอเนี่ยนี่ดาตုံးนี่หลอกเนาะตုံးนี่หลอกจาတော့ญัสวาพะยาရှင်กุรุเมียจีก็เลยฮล่ะสิตวนจ้องอ่ะนี่พี่တော့พะยาရှင်กุรุเมียก็တော့มากรุณาญาณบ่เนาะอเมยดาตัตวะฤดูฉิเลยสิเบปุคคูจุไถตုံးไม่จุไถตုံးฮล่ะจุไถได้ปุคคูชิบะลောက်เวเป็นมามาสิพะยาฉุฉุตอหมดเลยไอ้ฤดูฉิได้เฉยมาคุณน่ะปิตากาฤดูเลยฮล่ะยะกั้นเนี่ยมาเลยอะอยุธมีเลย
sự phóng dật tức là chết, và sự chánh niệm, sự cảnh giác, đó chính là sống. Một ngày nào đó chúng ta phải chết, một ngày nào đó thì cái sự tiêu hoại này nó sẽ đến. Nhưng mà các người dân của xứ Alawi này họ lơ đễnh, họ phóng dật, không quan tâm, không thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Chỉ có duy nhất cô gái 16 tuổi thực hành theo, và liên tục trong vòng 3 năm cô này để ý tới cái lời dạy này và cô thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Một hôm Đức Phật đang ngự tại chùa Kỳ Viên Chetawana, thì buổi sáng sớm Đức Phật thường là dùng cái trí tuệ toàn giác của mình để quan sát thế gian xem ai có nhân duyên lành để chứng ngộ được, để thấy được cái pháp mà Ngài đã thuyết giảng hay không. Thì lúc đó thì trong cái giác vọng của Ngài xuất hiện cái hình ảnh của cô gái của xứ Pesaka. Thì cô gái này lúc này sau khi 3 năm liên tục thực hành theo cái đề mục là niệm sự chết này, thì cái cô gái này cổ đã thuần thục rồi, và cổ cũng là người có ba la mật, và Đức Phật thấy là cổ có cái nhân duyên để mà chứng đắc được cái quả vị gọi là quả vị diệu lục, quả vị đầu tiên. Hay lưu hoa là tu viện phía sinh của mẹ nhân nó cũng như thế mà tu hoa là tia ya mà lại miên là rồi miết soa phía đi alawi cũng nấu được khẩu chua là tôn niệm bì bì mà nó nấu được khẩu chua là phía sinh của mẹ chua là vì rồi là cha về nhà rồi alu đại nụ đại nà rồi hoa là phía sinh của mẹ chỉ cũng phải biết rồi phan đi phan này để phù thọ cha về nó. Sau khi mà Đức Phật của chúng ta thấy được cái hình ảnh của cô gái này, Đức Phật quyết định là Đức Phật sẽ một lần nữa đến thăm xứ Alawi.
Thì tương tự như lần đầu tiên khi mà Đức nghe tin Đức Phật tới viếng thăm á, thì người dân của xứ Alawi thiện nam tín nữ ùn ùn tới đem theo hoa, đem theo tràng hoa, đem theo phấn thơm, đem theo nước mát và cúng dường vật thực cho Đức Phật. Ở đây rồi là giờ là phía trên của mẹ gì à? Hoa là thế khán giả của tân địa chưa xin chân dung nam đàm à tên khai ra đi ari cả chưa xin chân đồ chỉ thế ôi à ông bé hả là để xin về đi ra chân đi cả mà mẹ u đi ra chân à mẹ đấy hoa là xin nhận nhà rồi đủ xin nhận nhà là thì Đức Phật thuyết là cái ngũ uẩn này, cái danh sắc này, tất cả các hành nó không có bền vững và nó mang tính chất tiêu hoại. Thì nhưng mà quý vị hãy trả lời là những cái người dân của xứ Alawi này họ có thực hành theo lời dạy của Đức Phật không? Họ có ghi nhớ lời dạy này của Đức Phật hay không? Thì anh là xuống mà thay là chả ná thòng là họ có nghe theo lời dạy của Đức Phật không ạ? Nó mà thò mù, đã bị mấy lưu khu phía chua lại rồi, xìa giao mà nì chào là. Giao nì đà vậy, đúng rồi. Khi mà, mặc dù là những cái người dân này đã không có vâng theo cái lời dạy của Đức Phật, nhưng mà khi Đức Phật đến thì người ta lại rất là phấn khởi, người ta đến để mà cúng dường đến Đức Phật. Ở đây lưu giao nì rồi lại hả là, bây giờ tụi đi mà hồ đi hù. Đi gà gà bà đúng. Phía giá gà nát hồng đi. Bí đá gà đi. Gà nè mà lì. Tụi tụi là gà là. Nhớ sọ phía. Gà nè mà lì. Ồ. Tụ phía là. Mà thả ra. Tâm y. Hồ là. Tụi bà tụi bà lò. Đi bà xu. Đồng quân à. Mà bí đi. Bú tà thua lâu chàng đi. Đi. Phía yè yào mà. Mà tâm y lì. Yà phao yào bí đô. Tụi gù lạ bù lè bà. Tâm y lì. Mà thả gà. Thì trong lúc mà các người dân của xứ Alawi này tập hợp lại, nhưng mà lúc đó tại vì Đức Phật biết là những người dân này dù Đức Phật thuyết pháp thì họ cũng không có lắng nghe, họ cũng không thực hành, nên là Đức Phật không có thuyết pháp và Đức Phật đợi cái người cô gái 16 tuổi Visakha đó, đợi cái cô gái đó đến. Nhưng mà cái cô gái này được người cha căn dặn là phải làm việc cho cha, tại vì là cổ đang thì người cha đang dở cái tấm vải và còn thiếu khoảng một gang tay nữa là xong. Thì người cha căn dặn là phải ở nhà làm cho xong cái một gang còn lại và đi đến gửi cho người cha. Thì cô gái này cổ phải nghe theo lời của người cha của cổ. Hay rồi, hồi là tôi gọi là ô phía gì tôi đi ăn á, tôi không là phía gì tôi à, không là bộ quê quê lùm nhau. Nào tôi ngã phía hả là giai đồ lên phía gì mà tôi nó giai đồ lên giai chỉ hồi là. Bố khá đồ lên bố khá chỉ phía gì tôi mà rồi tôi giá cao giá chế pháo đạn thì cao mọi người bị đó, cái gì toa đấy, toa đấy thì mình nhớ soạn phía cái này, biết đặt thế anh hả là, biết đặt liền anh nhớ soạn phía cái, tu là u chỉ nà, nó tu u hỗ trợ nà u đi cả, tu u chui chui à mà, ai chỉ là tu u về miêu nì ra, tu vào lấy chế pháo đạn liền này, phía tỷ lệ đang chỉ đó, phía cái hả là, để lý sang bị đó ngã miêu nì, tu xịt đặt thế nào, ngã phía tỷ toa mà về suy yếu, tu vào lấy phải đó, phía tỷ toa ra, nó phía gì nào mà toa ra. Lúc mà của cái cô gái đó cổ suy tư là hay là mình đi nghe pháp Đức Phật đây, hay là mình đi phải làm xong việc, mình phải làm xong việc của cha mình đã giao trước đây. Cổ phân vân hai việc này, nhưng mà cổ sợ là nếu như mà không có nghe theo lời của cha thì sẽ bị cha đánh, sẽ bị làm cho cha không vui, nên là cổ quyết định là cổ sẽ làm xong cái công việc cùng người cha căn dặn trước rồi cổ sẽ đi nghe pháp. Khi mà cổ làm xong, cổ đi tới, cổ đi ngang qua cái hội chúng, cổ đứng đó. Tại vì là Đức Phật, chủ yếu là Đức Phật đi đến cái xứ này để mà thuyết pháp cho cổ. Đức Phật đang chờ đợi cái sự xuất hiện của cô gái này. Nên là rất là đặc biệt, Đức Phật hướng tới cô gái này và nhìn cô gái này. Thì cô gái này cũng nghĩ trong bụng là chắc chắn thì Đức Thế Tôn đang chờ đợi ta. Bởi vì cái lý do đó nên là Ngài đã ngoảnh lại, Ngài đã hướng tới ta và nhìn ta. Là cô gái quyết định là cô sẽ ngồi đó nghe pháp của Đức Phật. Thì là tâm lý là sao? Nhưng
Ta ya kan khan ni ma bo ya kan yet ni ma. Nya swa phaya ga le ti de. Oh, di tami do li di ni tu ti ma me. No? Nga di ma la yin ka ti ma mye ba ne ti ya me so ra nya swa phaya ti de. Tu di la lo chin tia na pi do tu todda ban phit pi ma ba lo ka ti mye pi do ti ya ma so ra nya swa phaya ti do. Nya swa phaya tu chwe ne ba lo myo do myo ni da bo no. Tu ga le twa de. Người cha đang mong chờ cô gái này sẽ đến để giao làm xong cái công việc đang cái miếng vải còn lại, còn một gang tay còn lại giao cho người cha. Nhưng mà Đức Phật lúc đó thì Đức Phật biết là cô gái này trong hôm nay thôi, cô gái này sẽ chết. Và nếu như mà cái cô gái này, nếu như mà cô không được nghe được pháp thoại thì cái chết của cô nó không có chắc chắn, cái sự tái sanh của cô nó không có an toàn. Chỉ khi nào mà cô nghe được pháp cô mới có thể chứng đắc được cái quả vị diệu lưu thôi. Nên là Đức Phật đã trông đợi và Đức Phật đã cố gắng để Đức Phật đã hướng tới cô gái này, để nhìn cô gái này. Tu ga phaya sou ma de dai hla phaya saka na thong pi lo di marana duti kamathan ni amye si bian pi ni lo tu ga nyan ni ya le the na no nyan ni ya le shwan ni ya bo shwan ni de kha jar lo myeswa phaya mì đấy, đại lưu lệ hồ bồ đi, đi anh áp lực đã đi gu, chấp giả chân lưu đại lưu lệ hồ là, nó. Thì cái cô gái này á, tại vì cổ trong 3 năm đó cổ luôn luôn thực hành cái đề mục là niệm sự chết, và thêm một cái điều kiện nữa là cô gái này cổ có cái trí rất là sắc bén, nên là Đức Phật đã hỏi cô này một số cái câu hỏi. Hari metula bo no pita ka le e bru ma ma chao wan bo hola myeswa phaya so lo myeswa phaya ba do di myo tami li we saung bi lo hola yakkan ne ma li we saung ne bru wa ma le ma chao wan ma pyo wan bo a che so tu la de chain cha ma myeswa phaya chit tami be ga la de le lu e myeswa phaya di yakkan ne ma li wo me da no chit tami be ga la de le thì sa đó cũng các cái câu hỏi này, Đức Phật hỏi cái các câu hỏi này đến cái cô thiếu nữ đó, thì sau đó cũng muốn hỏi quý vị cũng nên suy ngẫm những cái câu hỏi này. Khi mà Đức Phật đợi cái cô gái này, và trước khi Đức Phật hỏi cái câu hỏi thì Đức Phật giữ im lặng, và trong lúc Đức Phật im lặng thì không ai trong hội chúng dám lên tiếng, không ai dám thỉnh mời Đức Phật hết. Tại vì Đức Phật thường là Đức Phật có lý do để mà ngài giữ im lặng. Thì sau đó Đức Phật thấy cái cô gái đến, thì Đức Phật mới hỏi câu hỏi đầu tiên là nàng tín nữ, nàng từ đâu đến? Đó là câu hỏi đầu tiên. Pali ở đó là Kumari Kudo Agisati Tua Phapshir Nasa Nami Pandi. Nào đó Pali mới cho đó vào nó. Chỉ là mi bè là thầy vi đồ mà tùy vũ bè à. Nó nào đấy cả, chỉ tâm ý bế đoạ mà lệ, tâm ý rồi mất đi vô đấy. Chỉ tâm ý mất đi vô là rồi, tâm ý rồi tì đấy. Tì đấy là rồi mất đi vô đấy. Lý giải bỏ nó. Khi mà ông vào đây rồi, chỉ tâm ý bế gà là rồi, tâm ý rồi mất đi vô phê à. Bế gù đoạ mà lệ rồi là mất đi vô đấy. Mất đi vô là rồi vào đây rồi, tì đấy. Tì đấy là rồi. Mà đi vô đấy, thế lưu gì đó, nó. Bốn cái câu hỏi mà Đức Phật đã hỏi cô thiếu nữ là nàng tín nữ, nàng từ đâu đến? Cô trả lời là bạch Thế Tôn, con không biết. Đức Phật mới hỏi tiếp là này tín nữ, rồi nàng sẽ đi về đâu? Cô trả lời là bạch Thế Tôn, con không biết được. Tiếp theo Đức Phật hỏi, này tín nữ, nàng không biết thật ư? Cô gái trả lời là bạch Thế Tôn, con biết. Đức Phật mới hỏi câu cuối là có thật nàng biết chăng? Cô trả lời là bạch Thế Tôn, con không biết. Biểu hiện nó hồi lúc bởi. Chính mình bây giờ là tụi ta mà biểu lưu trình là bà đâu. Tụi dếp hào đoàn này hả là tụi anh là cái đà bộ. Nó. Bây giờ mà nó tụi bà đâu. Lúc bì thì dếp hào đoàn bà đâu. Dếp hào đoàn bộ mà. Thì lúc biểu hòa mà. Nó. Thế bây giờ lúc ở đây lúc biểu hòa là. Mà biểu hòa mà tì vô đấy. Bây giờ mà nó tụi lấy. Mà tì vô đấy. Nó. Tì đề là tụi bà đâu. Mà tì vô là tụi bà đâu. Tì đề. Tì đề là tụi bà đâu. Mà tì vô đấy. Thì thường thường nếu như mà có người hỏi là cô từ đâu đến thì cô phải nên trả lời là con từ nhà đến. Mình nói là
khi mà có người hỏi cô sẽ đi đâu á, thì cô nên trả lời là cô sẽ đi tới chỗ cha của cô để giao hàng cho cha cô. Lần này cô nói, khi hỏi là cô nói là cô không biết, hỏi từ đâu đến thì cô không biết, hỏi đi về đâu thì cô cũng không biết. Mình hỏi cô có phải là cô không biết là không, thì cô lại nói là cô biết. À, rồi Đức Phật mới hỏi lại là à, cô biết chăng? Cô nói là con không biết. Nó rất là mâu thuẫn. Thì đó, thì anh nói đây là thông thường đại bộ hỏi là phía khai này là một hồ á, cái permission list rồi đồ anh nhận là thế nào rồi, nhớ xóa phía ta mới là một phía này. Tại vì mà lúc bây giờ ông gặp đây là vào yếu này biểu giá, chỉ cái gì mà hỏi là phía của hỏi là lúc biểu này ra đấy, biểu lại vào rồi là anh nghe là cái biểu vào rồi là phi gì toàn mà, thì lúc đó vào rồi cái gì trả là bọn nó yếu này là đâu cả hộp bộ. Tu di di du này biểu này giờ là bộ địa nạp đây giờ ra cũng miết xóa bây giờ tỷ đi nó. Thì các cái người dân xứ Alawi tới đó nghe pháp thì người ta rất là bất bình với cái cô gái này, tại vì bình thường thì cô gái này phải nên trả lời từ đâu đến thì nói là từ nhà đến, và đi về đâu thì nói là đi tới của cha cổ, cổ lại trả lời ngược đời như vậy thì họ vừa bất bình và họ cũng có những cái lời lẽ cay nghiệt đối với cô gái này. Mà người dân này á, tức là người chỉ là những cái người dân thường, họ chưa có đầy đủ ba la mật và họ cũng không có cái trí tuệ để mà hiểu được cái lời nói thâm sâu của Đức Phật. Và cô gái này ngược lại là người có ba la mật đầy đủ và người có trí tuệ sắc bén, nên cô hiểu được cái ý nghĩa mà Đức Phật muốn hướng đến. Và Đức Phật cũng biết là chắc chắn là cái người dân, cái người mà tới nghe pháp, người ta sẽ nghĩ như vậy và cô gái này sẽ nghĩ như vậy, thì bất Đức Phật biết hết từ đầu tới cuối. Lưu thiên lôi ma ra đi hoa là cái gì xong xa là đi ra đi ra vào đó từ đầu lưu ao nhớ rồi bây giờ từ đầu tì trên lưu ai bây đã lấy mà về thì tâm ý rồi lưu giờ cái này mà lưu vào đó xin khai nè chỉ tâm ý đấy ngã về cái là để mi ra ba giáo mà tìm lưu mi để lấy đấy đó cả biểu mày tôi luôn này biểu mày rồi này anh ngã là lưu phi lưu ra là về tại vì mày lưu ba giáo này từ đầu xin ao bảo nó để ba giáo để chỉ tâm ý mà tìm lưu biểu để lấy rồi tua biếng biểu đấy, nhất soạn bây giờ đi mà về để đi anh ăn là rồi nhất soạn bây giờ lại đi mà, đặc biệt mấy lũ bé bò là cái đó đấy, mì ra về thiên lũ tu bé bò là cái đó về lũ mì để thiên lũ, thì rồi bé bò là mà mất đi lũ mất đi cũng cho ra đấy, thì lũ bây giờ sao đấy? Tại vì Đức Phật muốn cho cô gái này khỏi bị những cái người dân khiển trách, khỏi bị chỉ trích. Và cô gái này, Đức Phật muốn cô gái này tự mình làm rõ cái vấn đề này, làm rõ những cái câu trả lời rất là ngược đời của cô gái này. Nên là Đức Phật đã hỏi là tại sao khi mà ta hỏi là con từ đâu đến thì con lại nói là con không biết. Thì cô gái này trả lời là nếu mà con nói con trả lời với ngài là con từ nhà đến thì câu trả lời này chắc chắn là ngài đã biết từ trước rồi. Là con nghĩ ngài không phải hỏi như vậy, mà con nghĩ là ngài hỏi con là từ cái cõi nào tới, từ tái sanh từ cái nơi nào đến đây, thì con nghĩ như vậy nên là con mới trả lời là con không biết. Đây lưu phi rồi nhớ soạn bây giờ ta rút khổ đấy, nó nào được cái chữ mi bé đó mà nên sửa rồi vào đâu, từ đó mới đi lưu phi à, ta mà tôi lưu gì phải gì vậy, giờ cũng phải đào vào đó, tua bộ mà được biểu lộ ra là về, nó đặc biệt mà lúc đi lao động mới ra ham mà tu nhớ so phải là hả là đi ăn đi về, đi ăn đi lưu chuyện về tua mà lại đi là lao động mới ra về phía mang theo lúc tua vào đó, thì biểu mà đi u đi bộ ăn đi biểu, su đi tua nào về tua mà sửa tu mà đi lúc mà đi u phía ra đấy nhớ so phải là tu sau đấy. Sau khi mà cổ trả lời cái câu hỏi rất là khôn ngoan như vậy thì Đức Phật nói là xà đú lành thay, Đức Phật hoan hỷ với câu trả lời của cổ. Đức Phật lại hỏi là hỏi câu hỏi tiếp theo là khi mà ta hỏi con sẽ đi về đâu thì tại sao con lại trả lời là con không biết. Thì cổ trả lời là lẽ thường thì ngài biết là con nghe pháp xong thì con đi tới cha của con, nhưng mà con nghĩ là ngài không có ý định hỏi con cái điều đơn giản như vậy. Ngài muốn hỏi con là sau khi chết con sẽ tái sanh vào cảnh giới nào.
Nhưng mà con không biết cái cảnh giới mà con sẽ tái sanh nên con đáp là con không biết. Hết được cái gì nhất rồi bây giờ, mất đi bút la mi rồi, tua ba rồi, tì rồi, ta chỉ rồi ba chồng lấy rồi, tì rồi, tì ya mang u mi ra xin lưu ba rồi, tua tì ya mang rồi tì rồi, lưu nhất rồi bây giờ tua ba lâu rồi, xin lại ra rồi, nó mất đi bút la rồi, tì rồi, hàng ra rồi ba rồi, cúp rồi, tì ya mang u rồi, tu tì rồi, ai giờ rồi, thì cho lấy nhất rồi bây giờ ba rồi, ta ru khổ rồi, nó, nào được cả tì rồi la rồi, mất đi u rồi. Sau khi mà cô trả lời câu hỏi khôn ngoan đó thì Đức Phật lại tiếp tục lần thứ hai, Đức Phật xả đú, Đức Phật tán thán cái câu trả lời của cô. Thì Đức Phật mới hỏi câu tiếp là khi mà ta hỏi con là con không biết thật sao, tại sao lại con trả lời là con biết. Cô giải thích là bạch Thế Tôn, thì con hiểu ra hễ có thân tâm này thì tất cả sẽ có ngày hoại diệt, là cổ sẽ chết, con sẽ chết, nên là con trả lời là bạch Thế Tôn con biết. Đức Phật lần thứ ba, Đức Phật xả đú, Đức Phật tán thán cái câu trả lời của cô. Và lần thứ tư, Đức Phật hỏi là khi mà ta hỏi con là con biết thật sao, thì con lại trả lời là bạch Thế Tôn con không biết, tại sao? Thì cô trả lời là bạch Thế Tôn, con vẫn biết chắc chắn là con phải chết, nhưng sau khi con chết con sẽ sanh vào nơi nào, con sẽ chết vào ban ngày hay ban đêm, con sẽ chết bằng cách nào, ở rừng hay dưới nước, vào lúc thiếu niên hay trung niên, thì con không biết được, nên con trả lời là con không biết. Và lần thứ tư, Đức Phật xả đú, Đức Phật lành thay tán thán cái câu trả lời khôn ngoan của con. Thế bây giờ phải gắt là lại bị lưu phi chả chả nào đây. Ngài hỏi quý vị á, là nếu như mà có người hỏi là quý vị từ đâu tới thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Thì quý vị biết không ạ? Cái gì? Phê đoán mà thôi thì quý vị có biết quý vị đi về đâu không quý vị? Mất đi là rồi. Không biết à, quý vị không biết à? Đi ra ngoài là đi ra ngoài nó. Mọi người chắc chắn sẽ chết, mọi người biết cái gì đó. Hàng lúc đi là làm được rồi. Mà đi uống gì hả là, mà đi uống gì mà phải chơi đi ra mà đi, đi gì là. Khi mà hỏi là thật sự là biết không thì mọi người sẽ trả lời là con không biết. Tại vì là cái giờ phút nào mình chết, mình không thể nào biết được cái giờ phút, cái thời gian, địa điểm mà mình chết. Mà nó đi dòng chú ra mà khu chí bí đá gà rì hàn em mà lì à tu rù về à lùi đáy nụ đáy nà rì ra mẹ dò bè hò rà nó. À lùi đáy nụ đáy nà rì hù tà nì tì dài à hù mà tì à thục chá mà rà nà nô đà tì tì à rì hù quà mẹ chá lù. Cà mẹ thà nì bí thà gà rà lao chá dò à rù, tông nì chá dò à. Tông nì chá dò ai tông nì tuông gù tù à bà rù. À là nì dìng yè sè คุณนั้นน่ะเฉ็ดโตอัตเตเมียเลยไม่ตีเวเตโบยานางะกันดามันซวาเมียเกเวอัตเตเดินเล่นชินตันจินตีจินนอกซงเปนิญญามันน่ะเฉ็งอัจฉะโตตวยไม่ชีเวโลตวายเล่ดีกรรมฐานเล่นเนี่ยฮล่ะตะนี่งาเตยอ๋อมเปตีจินนาเล่นอสงฉีเดตะชินอยู่เนียจินนี่กาตีจินนาเล่นอสงฉีเดตีจินงาเมียเดโหล่ะเอเนาะถ้าลิวอเมียดันตะลงตวยเนาะตุ๋มมายานเนี่ยแลบ่าโต ชีปารมีนี่เนี่ยส่งจ๋าแล้วญาณเนี่ยแท้นี่တော့พระองค์ก็บ่มีล่ะสุติเนาะกูดิโลผีနိုင်น่ะบ่อะกูอาจารย์บ่าတော့เวปริฏฐะเตียတော့บ่าတော့ผีနိုင်แหละบ่ผีနိုင်บ่ผีနိုင်แน่เพียงบ่ผีจ๋าก็ยิจ๋าล่ะเนาะอะล่ะกูเนี่ยสอพระตะโบไม่จ๋าล่ะไม่จีน่ะฮอดล่ะอ้าไม่ย่าล่ะเปียวบ่าเนาะ Đức Phật của chúng ta đó, tại vì muốn mọi người biết được cái bản chất của sự thật này là Đức Phật khuyên rằng chúng ta là nên thực hành cái thiền niệm sự chết này. Mà trong cái khoảng thời gian sau khi mà 3 năm cái lần mà Đức Phật thuyết pháp đến người dân xứ Alawi để mà cho mọi người thực hành thì mọi người lại không thực hành. Và chỉ có cái cô gái này, bởi vì từ trước là đã có ba la mật và cổ có cái trí tuệ sắc bén, nên là cổ thường xuyên cổ tâm niệm là
đời sống của ta không tồn tại, sự chết chắc chắn sẽ đến với ta. Ta chắc chắn phải chết, đời sống của ta có sự chết là lẽ thường hẳn. Bởi vì cổ thường xuyên tâm niệm cái điều này nên là cổ mới có thể nào có thể là trả lời được cái câu hỏi rất là thâm sâu, rất là vi tế của Đức Phật. Ngược lại thì người dân, các cái thiền nam tín nữ xứ A La Uy là không biết, lại chỉ trích, lại phán xét cái cô gái này, thì Đức Phật cảm thấy là Đức Phật không có hoan hỷ và Đức Phật cảm thấy không có hài lòng với cái sự việc này. Hay là cô tru ai A La Uy đại nữ đại na đều hoa là tao không chịu luôn, ám ấy luôn, nhất soa bia soa gặp biểu đệ cà đa liu sôm mà cà đa liu này sôm mà đó. Anh đi vô đó yến lô cô, tân du cà đe vui bát đi. Tân du cô già la mâu đồ à, abo đệ cà ya kí sét đi đệ. Anh đi vô đó yến lô cô, nhà la đồng đồng ta đồ à bao hòa, anh đi vô đó. Ba má mất đi đệ, à gần đi gà la, nhà đệ đệ. Một số lần thì bài con đệ mà lướt nhau toại, nghe ta đồ à bao hòa, ta không đi lì ra gì đâu. Ngã về nhà hỗ trợ để sống mà để tiếc rồi lại na chén đông bì rồi luôn na chén là đi bằng hoa để xua ra, im mệt lắm mà nề để luôn miết xua về nhà hả là ám nhà luôn luôn, alo đi tay tay na đi luôn, đi cả thằng linh để sống mà là, nó, ta chăm bố, tôi chỉ nói đó, mắm mía liu, nề nhà mẹ, nó. Bởi vì cái sự, bởi vì Đức Phật của chúng ta không rất là không hài lòng với người dân của xứ A La Uy. Nên là Đức Phật đã thuyết ra cái câu pháp cú là Andabuto ayam loko tanuketa vipassati sakuno chalamuto wa aposagaya gacchati. Tức là đời này thật là mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới, rất là nhiều người rất là giống như kẻ mù, say đắm không có thấy rõ được các cái điều nên làm, giống như là con chim khi mà bị người thợ săn người ta bỏ vào lưới rồi thì rất 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 ít con chim có thể thoát khỏi cái lưới đó, nhưng là rất rất ít người có thể được lên thiên giới, được tái sanh lại làm người, tái sanh làm chư thiên phạm thiên. Và Đức Phật thuyết ra cái câu pháp cú này để nhắn nhủ là mọi người không được dễ vui, không được buông thả và phải sống có chánh niệm, phải biết cẩn trọng cân nhắc. Thì tu quá nhà này là trên thì là nó em lên nào đó đi cầm thang này nè, nì cái đấy, ta cho mu nhà nia gì nè, nó mi mi liu yo nì đấy bốc gùi à rồi hoa là, mi liu đấy đa hình bộ, nó cụ tu à là tôi đã bám phía tòa tu à rồi bám mà phía lại, nó ta cho mu đi con nó mi liu hoa là, mà mi mi liu nè, đi trên hoa là cụ cho đấy luôn, hôm nay soạn phía, cụ nu mót là khó đấy luôn, về thu được ma bao nhiêu là đã hoa vải nó thì tự nhiên để mà mi mà liệu ni cha bố mi liệu nó tự nhiên vậy mà cháu mà mi mà liệu nó nít bằng vậy cháu qua đâu cả chôn nhẹ nhàng ai đó u duyên hoa là nhất soạn bây giờ mà đến nào đó đi cơ mà thang bê ghê để lu cơ mà thang bê ghê nó thì khi mà Đức Phật thuyết cái câu pháp cú này lên á, cô gái này cổ ba la mật cổ đã tròn đủ thì bắt đầu là cổ phân tích, cổ suy tư về cái lời pháp của Đức Phật, thì lúc đó cổ thấy được là tất cả các cái pháp danh sắc nó sanh lên và diệt đi, và cổ chứng đắc được cái quả vị diệu lưu. Thì mọi người khi mà nghe được cái bài pháp này thì hãy lấy nó là một cái bài học cho mình. Mọi người thấy là cô gái này trong vòng 3 năm cổ đã làm cho cái trí tuệ của mình nó được sắc bén, nó được chín mùi, và cổ chứng đắc được cái quả vị là Sotapanna, quả vị diệu lưu. Còn ngược lại, những cái người dân của xứ A La Uy lại sống dễ vui, sống buông thả, nên là họ chẳng có được lợi ích gì hết. Từ cái bài pháp hôm nay thì ngài nhắn nhủ là tất cả mọi người, tất cả thính chúng hôm nay đang nghe pháp thì hãy nên mọi người hãy nên cân nhắc, mọi người hãy nên
sống có cái sự chánh niệm, có cái sự cảnh giác và không dễ vui, giống như là cái lời Đức Phật đã khuyến giáo cho cô gái này. Thì như phần đầu ngài đã nói là cái sự dễ vui tức là tương đương với cái chết, và chỉ có chánh niệm, chỉ có sự cảnh giác là sự sống thôi. Là qua cái bài pháp hôm nay thì ngài cũng muốn nhắn nhủ mọi người, ngài cũng muốn là chỉ dạy cho mọi người một cái đề mục thiền, một cái đề mục gọi là đề mục niệm sự chết để mà mọi người thực hành. Cảm ơn ông Ayon đi nè đã hỏi là cho mười liều niệm mà suy nó phía sư sư đã phun nó một thoa giả đấy, là chán gì bên này mà, nó là cháu mu mimi ru đi lô ca sư ru ni ru là hả là tụi mình này nay thay nhau tự vào sa cha cha là vậy, tại vì mày lu chen li bì bì ro mimi bao vây lu ông sinh vui sinh ya lu ông hả là chen li bì bì ro yong thuê mà, nó là cháu mu ai lu yong thuê mày bao cú ha, bao lu am lấy solution, bắt mà u do mimi ru sinh nhảy vào cả, nó thế nhỉ ya cả ba lô lê su ở đằng su nhang phim này nó ở đằng su ra tất cả các nhà đã già na đã ở đằng à su nhang phim này ở chỗ cô thế nhỉ này nhỉ ya cả thì mình học về phim phim tao về phim phim tham gia học về phim phim của nó thế nhỉ ya mà cả bi đó ở bài ngũ ba đó theo về phải quê theo bài ngũ khai ngũ phao miêu tha để cho lại vào này nhà này cũng các cái chúng sanh khi mà buông thả, khi mà sống chìm đắm trong ngũ dục đó, thì hết Đức Phật này tới Đức Phật khác, ngài có xuất hiện, các ngài có xuất hiện, thì các cái chúng sanh đó vẫn luôn bị bỏ sót lại, không thể nào mà thoát khỏi được cái vòng sanh tử luân hồi. Cho nên là tín chúng mọi người đã có công việc của mọi người cần phải tìm kiếm các cái tài sản, mọi người cần phải lo toan cho cái vấn đề kinh tế, thì đó là cái điều đương nhiên. Nhưng mà mọi người hãy suy niệm và cân nhắc bỏ ra một cái khoảng thời gian để mà thực hành pháp, để mà thoát khỏi cái sự đau khổ và tạo ra cho mình một cái lối thoát. Cho nên là trước tiên là mọi người cần tìm kiếm cho mình một cái nơi phù hợp, một cái địa điểm mà có cái sự vắng lặng, tức là có thể là mọi người chọn rừng núi hay là chọn chánh điện, là một cái nơi nào đó mà mọi người cảm thấy yêu thích và cảm thấy là đó là nơi phù hợp để mà thiền. Tại vì là âm thanh là một cái gai, âm thanh đó là cái gai của đối với việc hành thiền của quý vị. Và mọi người lựa chọn cho mình một cái tư thế ngồi phù hợp, mọi người xếp bằng và ngồi thẳng. Xin nhìn hãy cả bí đồ là khá lý phá bánh ngủ bà rộng thì mình lên khuế cái bánh ngủ khá lý phá mẹ ông thà nó ဘာလို့ဖားဖြောင်းပြောင်းလာလဲကြာကြာထိုင်နေတာဗောလားခါရီကကိုင်းနေမယ်ရှေ့ဆိုင်နေမယ်နောက်လမ်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဒီယူစစ်တွေဗောနော်အကျော်တွေနဲ့ဟိုမညီညွတ်တဲ့ခါကြတော့ဘာဖြစ်တော့နာတာဗောကြာကြာမတိုင်းအကြာကြာထိုင်နေအောင်ခါလီဖြောင်းပြောင်းထားနော်မျက်လွာလေးချမျက်လွာဆိုတော့ဟိုဗောမျက်လုံးကအရေးကြီးတယ်သူကအဲသူကအဓိကပဲအဲဟိုအာယုံဒီအာယုံဟုတ်လားမသိမသိနဲ့အာယုံနေမြင်တော့ဘာလို့ဒေါသ
giờ rồi mới loa lịch cha. Do vậy nó tụi mình chào mày đi à, lịch qua chi chi này tụi mình chào thì mà, cô về mới loa lịch cha lại đâu vào đó, cô chào lịch cô, thế cô về thế lại đó, cô chào lịch cô đi đi ra bộ nó, ai giờ vào đó mới loa lịch cha, hả là, cái này bảo mang nhà lên tiền, đào bộ xin biệt rồi bắt lấy cái này là đủ đi bộ tiền đã lấy ra vào, ai đi lùi lâu bi đó, hả là, cái mà thằng ai cũng chi chiu để bị mua khăn tới tiền tiếp tiếp đồ hả là. Mà ra ai mà ông lấy thôi liền biết thiên sa liền nhà liền mà ta đi lấy cả lại, nó lấy cả bây giờ ở là mình đã xem biết mấy thằng nấu cơm nhà về phía biết, nhà đi nhà về phía biết, mấy chú sai nào, mấy mối cái nhà bà đó đi ông lấy thôi lấy xin, à là qua ta đi mua đồ bây giờ chú mắm đi, bây giờ sai mắm đi, à giờ ta đi lấy cả lại bây giờ chú để sai để ở là muốn để thôi để nó đào liu mấy ra ta đi lấy cả bị thả lại. Yeah. Tại sao quý vị phải giữ cho lưng của quý vị thẳng? Tại vì là chỉ có khi mà lưng quý vị thẳng á, thì quý vị mới có thể ngồi được lâu. Nếu quý vị hướng ra, ngã ra phía trước hoặc là ngã ra phía sau thì quý vị không thể ngồi lâu được. Tại vì các cái khớp xương của quý vị nó không được sắp xếp đúng trật tự của nó, và nó sẽ sinh ra đau nhức.
À, tiếp theo, sau khi mà quý vị đã giữ lưng thẳng rồi thì quý vị phải nhắm mắt lại. À, cái điều này rất là quan trọng, tại vì khi mà quý vị, cái đôi mắt của quý vị, khi mà quý vị nhìn thấy những cái cảnh sắc không vừa ý thì quý vị có tâm sân khởi lên, hoặc là thấy những cái cảnh hợp ý hợp lòng thì lại là tâm tham khởi lên, nó rất là khó chịu. Nên là quý vị khi mà hành thiền, quý vị phải nhắm mắt lại. Nếu quý vị mở mắt ra thì quý vị thường hay tập trung vào những cái đối tượng bên ngoài, người này người kia, nhưng mà khi mà nhắm mắt lại thì quý vị sẽ để ý tới chính cái bản thân mình, tới bên trong. Và tiếp theo là sau khi mà làm xong các cái bước về tư thế rồi, quý vị để ý tới hơi thở. Quý vị phải biết là hơi thở của mình nó lúc nào nó cũng tồn tại, từ khi sinh ra cho đến lúc này, lúc nào cũng có nó, tại vì mình không biết thôi. Và quý vị đặt tâm của quý vị ở cái nơi, cái vùng tùy theo mỗi người, có thể là ở chóp mũi, hoặc là ở đầu môi trên, hoặc là giữa cái vùng nhân trung này, tùy theo mỗi người mà lựa chọn cho mình một cái điểm phù hợp để mà hướng tâm tới. Và quý vị, sau khi mà quý vị đặt tâm ở đó rồi thì quý vị nên để ý tới cái hơi thở vào và hơi thở ra, và hãy duy trì cái chánh niệm của mình, cái sự hay biết của mình liên tục ở trên cái đề mục hơi thở vào hơi thở ra này. Cô về lại rồi cô giáo cô đi ra, hoặc là cô này tới đi lấy tha gì lại vậy là, à ba phiền đi rồi, nên là đi đó, hoặc là nhớ lo lấy cha vì rồi cô về cô u lệ vì lại. Mọi người hãy thử thực hành phút chốc, mọi người hãy nhắm mắt lại và để ý vào chính cái thân tâm của mình. Mọi người thử một chút, coi thử coi mọi người có thực hành được không ạ. เออดูเลยโหล่ซินญาอะลุนายเวทนาอีสิกะเป้มาบะถั่วอุตติลีเนี่ยหละที่อายุนี้มากั่นนี่เลยส่วนเนี่ยหละจีมันติโดมันติเนาะจีมันตุมาตระโรอนันต์นี่ดาวก็เปล่าเนาะญาณญาณมันติตะกุตะก็เราไม่ลงเนี่ยตัวหละนี่มันติตัวนี้โดมันติจีมันติโหล่ดาลิอุติอย่างจูดาเอานายเวทนาอีแล้วยาอยู่ดูสิอะละซ้อนติอย่างลงวนลีอะอะซะเนาะวนลีลีวนซะซะลี ลีลีไม่ซ้อมจริงแหละซ้อมดวายซ้อมเว้ยอาจารย์วันนี้โทรลีเทียนชาได้ในญาณนี้มาตติลีกะมีตัวนี้แหละแล้วสิชันน่ะเสียกองท่าเนี่ยสว่าพระเตียรอได้อุณญญีอีอ่ะหลูจะไม่ไล่น่ะญาณรู้กูเปล่าในตรงมาชันน่ะเนาะดีๆมีโดดีอ่ะตะเกวโหญิ้งจังหมู่เนาะเอ้ออะไรหลูลีฮอดล่ะอาสาแล้วซ้อมดีญิ้งดวออ๋อญิ้งดวออ๋อเนี่ยสว่าพระเตียจิ้นอ่ะเนาะที่ดาสุลุชิมีโดดาหูบ่ เนี่ยปฐมสโตกะนี่แหละเดี๋ยวเราสวยมิโดปี่ซอเนาะอะไรนี่ดากว่าอเมยตันบาลุรู้ชูษาเมดากะกะมะโหลบ่เตียฮอยเนี่ยบ่โหลกะมะทันอวาลุนะบ่เนาะถ้าติอย่างนี้สนิทอนี้เนี่ยไอ้เจ้อแล้วสาลีပြောไล่บ่ญาณเนาะ So khi mà mọi người đã đặt tâm lên đề mục hơi thở rồi thì hãy duy trì liên tục cái chất sự chánh niệm của quý vị trên hơi thở khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng. Quý vị nên duy trì nó, và quý vị sau khi mà quý vị làm được điều này thì tâm quý vị nó không có nhảy ra ngoài, nó không có đi đâu hết, và nó cứ duy trì liên tục trên đề mục. Sau đó thì quý vị thấy được là hơi thở dài hoặc là hơi thở ngắn. Điều mà nói đến đây, hơi thở dài hơi thở ngắn, nó chính là cái thời gian, tức là nó vào ra nó chậm hoặc là nhanh, chứ không phải là nói đến cái chiều dài thực sự của hơi thở. Và quý vị lưu ý là không cố gắng, quý vị không chủ động để làm cho hơi thở mình dài hoặc là ngắn, cứ để nó diễn ra theo tự nhiên. Và tiếp theo là quý vị để biết hay biết cái toàn thân hơi thở, tức là hơi thở này nó bắt đầu đi vào hoặc là tới cái đoạn giữa và cái đoạn cuối, là quý vị biết hoàn toàn từ lúc nó đi vào cho đến lúc nó kết thúc, tương tự như vậy, đi ra cũng như vậy. Thì khi mà Sado nói đến đây, hướng dẫn mọi người cái phương pháp hành thiền này thì chỉ có nói thôi, thì mọi người cũng đã cảm nhận được phần nào cái sự hỷ lạc của nó rồi. Và khi mà tâm mình nó không có nhảy đi đâu hết, mà nó duy trì liên tục trên một cái đề mục thì rất là hỷ lạc. Và chỉ có điều là tại vì pháp rất là an lạc, rất là vi diệu, nhưng mà chỉ có điều là chúng sanh không nghe thôi, mọi người không thực hành thôi. Và sau khi mà đã biết được cái toàn bộ hơi thở rồi thì quý vị sẽ chuyển qua bước là làm sao cho cái hơi thở của mình nó thật là
vi tế, thật là nhẹ nhàng, an tịnh, tức là an tịnh hơi thở. Thưa quý vị, làm cho nó an tịnh thì cái bước, bốn cái bước này là bốn cái bước cơ bản trong cái việc hành thiền hơi thở. Để ra khu cơ mà tham bi thả này là phải không là nhớ xóa phía đó và đó alu đánh nữ đánh đá đều ba cơ mà tham bi thả là rèn đá nó đi cơ mà tham bi thả ưu tiên đó thì cái Đức Phật của chúng ta thì Đức Phật đã cho người dân của xứ Alawi cái đề mục là niệm sự chết. Thì trong đó rất 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 nhiều người không có thực hành, chỉ có duy nhất một cô gái 16 tuổi thực hành thôi. Còn hôm nay Sado đã hướng dẫn cho chúng ta cái phương pháp để thực hành thiền hơi thở, thì không biết trong hội chúng này có bao nhiêu người thực hành theo. Bị đa gà đi nhiều thì mình liền là đông đi bị rồi vào được nhớ rồi phải đặt khâu cho là để cả vào được thằng đúng khi đặt cái nào thằng nó tốt đa bằng khi đó cứ đi hà rồi biểu luôn mấy hào hoa là cái bên này chuyện nó đa mà bỏ nó thà vào được đi cả được lâu lâu chả vừa vào ai đi lâu lâu để tôi chào hoa là bị đa gà đi nhiều thì mình liền phải đi đó rồi nhớ tốt đa bằng khi đó tốt đa bằng khi đó rồi nhớ rồi phải cái chuyện này bị đa đi à mấy à lâu lâu con anh à anh đi vô đó yang lâu có tận lúc cả đã vui vẻ đi Tagunozala Modova Abo de Gaya Kissedi Hala Alu Nyala Pound down that wa Poniga Akani Gara Miare Mosu let a bygone dema Young 29 and here a pound to Raga The Gound the leader near Boundary Dega The Gound the leader on your darling Young 29 Yare Bosu ye Konyaga Bygone Yaka the Young 29 years with the Gound the leader she the Lue nga bhe ya ho de so ma de tia ro ri ko na cha pi ro lai na pi ro chin nya ju ko a thau de pokku so da i ma tan ma ne la de de a ma ya lon lu da cha mo ho la mi ro le chu da cha no a ngày hoan hỷ khi mà biết được là quý vị thính chúng, quý vị sẽ cố gắng thực hành cái đề mục mà ngài, đề mục thiền hơi thở mà ngài đã giao cho quý vị. Và tiếp theo thì Đức Phật của chúng ta sau khi mà trao cho mọi người về một niệm sự chết 3 năm thì Đức Phật quay lại để mà xem xét coi mọi người như thế nào. Khi mà sau khi mà Sado hướng dẫn cho mọi người khi đề mục hành thiền hơi thở thì không biết khi nào Sado mới có cơ hội quay lại Việt Nam để mà kiểm tra quý vị nhé. Theo thì cái cô gái 16 tuổi, cổ nghe lời dạy của Đức Phật, cổ thực hành theo và cổ chứng đắc được cái quả vị dự lưu. Và mọi người dân thì không có vâng theo cái lời dạy của Đức Phật, không có thực hành. Tại vì lý do đó Đức Phật cảm thấy Đức Phật không hài lòng, rất là tiếc nuối vì cái sự dễ vui của người dân của xứ Alawi, nên là Đức Phật mới đọc lên câu pháp cú đó. Thì Đức Phật nói là đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Tức là đa phần là đều là mù quáng, không có chịu lắng nghe pháp, không có chịu thực hành pháp của Đức Phật. Bởi vì lý do đó nên là đa phần là phải bị mắc lưới của cái người thợ săn. Rất 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 ít người thì có thể đạt đến cái hạnh phúc của cõi người, cõi trời, hạnh phúc của Niết Bàn. Hay là salam và video kìa. Tu hành tốt đa bằng lịch phê đồ, đi áo lê bì đồ, miếng xoa phê lê chua mà. Tu lê bà đâu, phê gì đồ hài. Phê gì dạy bảo đồng lê dạy bì bà đâu, dùa bì đồ phê gì đồ hài. Phê gì lê, tâm lê là miếng hòa nà. Tu giờ cái là mình video lên, tập hóa lâu chẳng đi đấy, đi xử lý à đấy. Tại lý giải nào mà giờ học nhiều hơn đấy, bây giờ tâm ý mình là đâu, ít biểu đó. Ít biểu đó đấy, chỉ mà tu ở đây là tu về của tự mà lúc giờ học đang học chay đấy, bảo đâu đi luân giảng đấy, để luân giảng club tu đang giả là đấy, bây giờ làm bị tu luân giảng phải để lại thằng đấy, tu nên luôn tu bị tu khai mi ra đấy, tu ở ai này đấy, tự tu ở đó, nó giờ cái này mà tự đó tu ở tu đi đến nơi mà nơi mi tu ở phía. Nhất soạn bây giờ cái gì miếng nào đó đào đi luôn một tí nít đi mà thôi là đi đấy, thấy chưa mu? Nhất soạn bây giờ chọn là đó, ai giờ đó phải ý là phụ suy ra, phụ suy tao cả yêu bi đồ hoa là, mình này mình thấy này tao cả, tao mi chọn này tao cả đi phía đấy,
Thì câu chuyện nó chưa kết thúc. Sau khi mà cô gái nghe pháp thoại xong thì ngài hoan hỷ, ngài nhặt giỏ đựng cuộn tơ và đi đến nơi làm việc của cha. Khi thấy cha nàng đang ngồi ngủ thì ngài mới cúi mình đi vào, và cái giỏ tơ thì vô tình chạm vào khung cửi làm lay động, khiến cha nàng giật mình. Thì theo cái động tác thường ngày thì ông kéo cái khung cửi, nhưng mà thanh sắc của khung cửi đâm vào ngực của cô gái, và cô gái chết ngay lúc đó và được tái sanh vào cái cõi trời Tusita. Người cha thì thấy con mình thấy cái cảnh tượng mà con mình chết như vậy rất là hối hận, rất là đau lòng và than khóc. Hari Kusvito ga yaudo tu longwa hala tami le so chit tha o ai lo ya yin naw ba jaro myet swa bya di twa bi lo tu di chang ni pyo bya lo myet swa bya ga e di tami a twa ne mi cha ga ya de myet ye de tamu de ya le sin ne ma ka u de ho la e tu ku ti ya ho de ai naw ma namana ka tou di tou ku ho bi lo ba ro we e tu le ti ya na bi lo yan ho yan na yi phit twa da no e cho nên là mình sẽ học phải là giáo mẫu hoặc là cụ à lâu dài là phải đã bao nhiêu rồi con rồi là cái cụ mình biết đâu nó mình mới lấy ní cha bố bà hoặc là mình sẽ học phải sống mà đi cụ tu à con con cha con hoặc là chén con thì mà tu giá trị để đại mà ví dụ con con thì cụ đông cha ví dụ hoặc là cụ biết lúc bị đa cái gì giang này mà lì lù giang này mà lì lù hoặc là ví dụ đông cha ví dụ cái hoa luôn nhau vậy thì bạn chăn nào cũng gia gia bà đi dù bị đó là dù đau bị đó gia tiền nhau nó. Sau khi mà người cha thấy người con mình chết và vô cùng đau lòng như vậy thì ông đến để gặp Đức Phật. Thì khi mà đến ông khóc lóc trước mặt Đức Phật thì ông mới xin Đức Phật là làm sao để mà cho ông vơi bớt đi cái sự sầu muộn này. Thì Đức Phật mới dạy ông rằng là này Cận Sư Nam, ngươi chớ có nên sầu thảm nữa. Nước mắt mà ngươi tuôn ra vì thương tiếc con của mình nay đã nhiều hơn nước trong bốn đại dương. Không gì thấu rõ sự khổ sầu của ngươi, thì ngươi hãy diệt tắt sự thương mến đi. Rồi Đức Phật thuyết lên cái bài pháp có tên là Amatthagga. Thì người Cận Sư Nam này sau khi đó, sau khi nghe pháp của Đức Phật thì hết sầu muộn và đạt được cái quả vị A-la-hán. Kết thúc cái bài pháp thoại hôm nay thì Sado muốn nhắn nhủ với các thính chúng một điều là mọi người nên sống có chánh niệm, nên sống có sự cảnh giác, không nên lơ đễnh, không nên dễ vui, và mọi người nên duy trì, mọi người thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật và tận dụng thật là tốt cái cơ hội quý báu hiếm có này mà mọi người có được. Và giống như là cái cô Besaka trong cái câu chuyện mà ngài vừa kể, thì chúc cho quý vị thực hành pháp thật là tốt, thật là siêng năng cần cù, và cuối cùng là mọi người có thể đạt đến cái cảnh giới an vui, cảnh giới của Niết Bàn giải thoát. Nhớ rõ phía rồi hola. Pita kari yakan ne mali ne alu dan ne dan ne dan ne dan ne nau dari kama tham vi tha no. Udin aro nga aro ru ro anabana kama tham vi tha re lu emye ne lung dung tha re no. Chung ne kha jam vi ma. Rồi thì Đức Phật đã thuyết cái đề mục, đã hướng dẫn cái đề mục Maranusati, tức là đề mục niệm ơn Đức Phật tới cho cô gái Besaka và người dân của xứ Alawi, để mà mọi người để mà mọi người dân ở đó cũng như cô gái thực hành. Thì hôm nay Sado đã thuyết, đã hướng dẫn cho mọi người cái đề mục là đề mục Anapanasati, tức là đề mục niệm hơi thở. Thì mọi người xin mọi người hãy duy trì, mọi người hãy thực hành nó một cách thông thục. Nếu rồi bây giờ các mà like nào để lưu đi ba vô nào. Nếu mà cái người mà không có vâng theo lời dạy của Đức Phật thì những cái người đó nên nói như thế nào? Ba vô rồi. Mọi người có biết là nên nói như thế nào? Khi mà cái người dân của xứ Alawi đó không có vâng theo lời dạy của Đức Phật, cái người, những cái người đó đã nói những gì?
Mai mì quán. Mù quán và bạch ngài. À, can tu nè, tu đề xa. Can đi gà ràm giá đề thôi là. À, thì nói là, là nhiều cái người mù quán thì thật là nhiều. Những cái kẻ mù thì thật là nhiều. Tôi thấy là ưu tiên mà lấy được cái khu Anabana của mình thân thì bị thả cái bị hoặc là bị video mà lấy này bà bị hoa mà đâu. Ngài muốn nói là cái đề mục niệm hơi thở thì Ngài đã chỉ cho hướng dẫn cho quý vị rồi đó. Mà nếu mà quý vị không thực hành đó, thì quý vị suy nghĩ như thế nào? Nên nói như thế nào? Dạ, chúng con nếu con thực hành thì sẽ thành thật là đúng những người mù quán. Cái mà đó, mà mình mới liệu này chào bọn nó, mà mình mới liệu đó. Mano tinh khara dia lo pia sita de tbo ri chi de chao ma mi bli do tadi dia phin ku si ko nga pi so nai cha le gon ya tadi sa tu sa tu sa. Tức là ngài vừa mới dạy là tất cả các cái pháp hữu vi, tất cả các hành nó đều vô thường, thì chúng ta hãy giữ chánh niệm, chúng ta hãy cảnh giác và thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Chúc cho quý vị sớm chứng ngộ niết bàn giải thoát. Sadhu 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 sadhu. Bạch ngài, tiếp theo đến phần câu hỏi, chúng con xin ưu tiên những câu hỏi liên quan đến phần thực hành pháp. Câu hỏi. Câu hỏi thích thức. Dạ. Sư dịch trước rồi con sẽ đọc câu hỏi. Sau đó bà bè, khúc tờ giá thô xa giá mê khung sao thà bà mẹ bè. Kính bạch ngài, xin ngài chỉ dạy cho chúng con biết khi nào một hành giả đắc định một cách vững chắc để hành giả đó có thể đi tiếp các tầng thiền cao hơn. Con xin thành kính tri ân sư. Sau đó bà kia, yogi bhukko tu ga tamatha atho de chen ma tu belo tu tamadi khai khan bi kong to bi tu belo ti ma lai sa ra ti pi do okay yue tu ti ma tu the bai cha ma tu sa a thau ba me belo phit tha la ma di ma shin no ma ba ko cho sư hỏi là ý của câu hỏi là khi mà một cái hành giả đã đang thực hành thiền định mà chưa có chứng đắc được các cái tầng thiền, và làm sao để hành giả biết được là cái định mình đã vững chắc và có thể tiến lên được các tầng thiền phải không ạ? Dạ, câu hỏi chỉ đơn giản là khi nào hành giả đắc định, hành giả biết rằng hành giả đắc định một cách vững chắc để có thể đi tiếp các tầng thiền cao hơn. Có nghĩa là vị đó có thể là đã chứng đắc tầng thiền rồi, bạch sư. Yogi bhukko tu tamari tu thong này này. Tu tamari ka khai ma mala khai ma mala tu matte cha te bu tu matti bu ba tu ka se a thau chin de belo tu tamari a ga belo kong toa bi ma kong bu so yin tu belo na le nai ma le ba adhika ro thì cơ bản ai cũng được khá lì, thế còn nào chưa được rồi, sinh nhật yêu cũ cả, ở bên theo về phơi quỷ, hả là ở bên, nào mà nó khá lì trong vòng tha,
ไอ้หนาวมาเอ่อกรรมฐานทินเอ่อทินช้าได้บ่เนาะดีกรรมฐานอายุทินช้าได้กูเนี่ยอศีบีแม่เนี่ยเลยตะคู่มาบ่าวนทั่วเลยวนทั่วเลยทินช้าได้เนี่ยเลยตะติเลกาพี่တော့ဝင်มันติถั่วมันติบ่เนาะชูยชูมันติบ่เนาะเอ่อใช้ทุ้ยทุ้มมันติดาลิติเนี่ยกูอ่ะอเปิ้ลไม่ถั่วผู้สู่โหดิตมะรีฉิดาเว้ยเลย กูอ่ะกูสิทธิ์ดิเปลี่ยนล้วนน่ะส่วนเนาะดาตมะรีดิอาเน่ดาป่ะถ้ากูบ่กูอ่ะกูส่งพะมาแม้เนาะตะแกรู้โหบ่ไม่อยากกูสิทธิ์ดิยังเปลี่ยนล้วนนี่เนาะทะเพียงสุราคะกรรมฐานแม้ผิดๆโหจ้องพี่แล้วไปอ่ะมาบ่ดาหมดแล้วเอ่อกณนานี้ผิดๆป่ะเนาะอธิกาตุบ่หมดดีเด้ตมะรีโหไม่ศึกผู้ศึกเลยสุราคะ ตะชาไม่ได้ไหนกูเลยตะแกรู้นายเวทนายเวแล้วหล่ะเอ๊ะทีนี้มาทินชาได้ญาติเลยป่ะโหบ่ไม่ถั่วเลยทินชาได้ตติมกัดผู้เปลี่ยนๆถั่วนี่ดาตัวเองเนาะตมะรีไม่ใช่หรอกป่ะเนาะอะล่ะกูอ่ะกูส่งพะมาเลยรู้ပြောไล่บ่มาๆเนี่ยฮะนี่ละไงดา hơi thở tới cái chỗ mà nó rõ ràng ấy, mình đặt tâm ở trên đó và mình duy trì được trong khoảng một thời gian ấy, phải tự mỗi người phải quan sát coi là trong khoảng 30 phút một tiếng đó thì cái tâm của mình nó có phóng tâm nhiều không, mình có thực sự là có thể tập trung được vào đề mục không, thì mỗi người phải phải tự ý thức cái điều đó, phải kiểm tra lại là tâm mình thật sự là đã ổn định chưa, cái định của mình đã mạnh chưa, mới có thể là biết được là thực sự là định mình đã ổn định và mình có thể bước tiếp. Dạ, yeah. Xin câu hỏi tiếp theo ạ. Bạch ngài, con xin hỏi ngoài sơ nhị tam tứ thiền và cận định thì còn định nào được gọi là chánh định không ạ? Xin ngài giải thích nếu có hoặc không. Sao đâu bà bè? Tôi vô vi tại giác, tôi tin là cả bát tham gian, tôi tin giác, ta tin giác, sa tu ta gian, bị đó ubasar tamari, đi ngã miu áp gì mà ta cha tam tamari chi được là bè? Cái gì vậy? Xin mà xin, sao đó? ရှင်ပြပေးပါဗျာ။ပထမဇန်ဇန်ဘာလို့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုရဇန်ဆက်မမဥပ္ပစာဥပ္ပစာတမာတိဥဇာရတမာတိမမဇန်မဆိုင်သေးတာကိုပြောတာလေအဲ့ဒါကပဏတမာတိထီအောင်မရောက်သေးတာကိုပြောတာဥဇာတမာတိဆိုတာ ở đây thì nào, để cha thì tu mê đà lì. Sợ là, tu mê đà cả đi ngam yêu tâm đi ngam yêu ác mà để cha tâm đi chi đây là, chi em bê lô bia, mà chi em bê lô bia. Ồ, đó rồi, đủ chi đã bảo khẩn cấp tâm đi, hola là, tham vọng quan là chi đây lì. ကျိုးခဏိကသမာဓိနဲ့သွားတာလည်းရှိတာပေါ့အဲဆိုခဏိကသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိเนาะအဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဟိုကတော့ဒီတမထလိုင်းကမသွားဘူးတချို့ကလည်းခဏိကသမာဓိကကြီးသွားတယ်เนาะအော်ဒီခဏိကသမာဓိဆိုရင်သူဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဗျ ခဏိကသမာဓိဆိုရင်တော့အမှားတော့ခဏိကသရာတော့ခဏဒီကိုအာကမ္မထအာယုအာထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတီးနေတာကိုပြောတာပဲလေတတင်းကဒါကလည်းဟိုဝိပဿနာထီအောင်သွားမယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုမလွယ်လာဘူးပေါ့နော်တော့ကြိုးစားပါ
À, thì ngài vừa trả lời là ngoài các cái định như là sơ nhị tam tứ, các cái tầng thiền và cái cận định, thì ngoài ra nó còn có một cái định nữa gọi là chánh định, thì ngoài ra là có một cái nữa là khanika samadhi, tức là sao là nên, tức là khoảnh khắc thôi, nó là tức là cái định, cái chánh định nó nằm trong khoảnh khắc thôi, sát na định thôi. Thì ngài nói là có cái loại định đó nữa, nó vẫn được coi là samadhi, chánh định. Dạ, không trả lời đã hết xong rồi phải không? Ngài có nói thêm là cái khanika samadhi, cái khoảnh khắc định này, si sát na định này á, thì nó xuất hiện trong lúc mà trong cái khoảnh khắc mà mình tập trung vào cái đề mục của mình, hoặc là trong lúc mà cái hành giả thực hành trong cái thiền vipassana, cái thiền minh sát, mà cái định này là một cái định rất là vi tế. Đó là câu trả lời. Vậy thứ cho con hỏi thêm là bốn tầng thiền vô sắc thì có tính là chánh định không thưa sư? Sau đó vào việc thì arupa san rồi thì tamatama đi thế mà bảo quyền là vậy ạ? Bé tâm mà đi bảo quyền này. Arupa-san. Mama. Bé lưu mê ra rồi. Arupa-san tâm mà đi rồi đi tâm mà đi thế mà bảo quyền là vậy ạ? Tâm mà đi thế mà. Bảo quyền là. À, chung quyền là vậy ạ? Ồ, và là mấy cái chế bà đề hào biểu này à? Mà hô bụi bè. Ồ, xa đo mên tà lô. Bà thầm mát đu tì yá tà tì yá. Xa tù tà giàn chuyện. Tà mát tà mát đi. Bà bì mà. Ú bà xà rà. Tà mát đi. Bà xà rô tà giàn yào đoài giàn nô. Bà thầm tà mát đi đoàn yào đoài bì xù yì xù rô. Thì tù bà xà rô tà giàn nè miên đoài bì bù. Ở đà gà rô biểu này dạ mà lù rô lì. Mà. Ê đà. Aruba zan so in satuta zan the ma ba de no sa da satuta zan de taw myin twa wi le mama thì ngài trả lời là sơ nhị tam tứ thiền á, thì đây là gom chung lại á, tức là các cái tầng thiền gọi là appanachana. Thì đối với cái tầng định của vô sắc á, thì nó cũng bao gồm vô trong Abhanachana này luôn, các cái tầng thiền định luôn. Nên là có các cái tầng thiền định này. Dạ vâng ạ. Cho con xin hỏi thêm, ngài có thể giải thích thêm về chỗ sát na định như thế nào được gọi là sát na định, tức là khi hành giả quán Vipassana và nó rất là vi tế. Như vậy thì cái đối tượng của sát na định là gì ạ? Phải là danh sắc chân đế, tam tướng hay có những cái đối tượng mà thuộc về thuộc đế mà hoặc là hành giả chưa đạt đến cái khả năng phân tích được danh sắc chân đế và quán khổ vô thường vô ngã trên danh sắc thuộc đế và mà có thể được gọi là sắc na định không ạ? Sao đâu bà bìa? Nó đô, ấy đi khanika tamari tu rô tết nà mà lệ tế bù bìa. Ấy đi khanika tamari gà tu ayong, tu ye ayong gà yok nà mà lạ tô mà hô lakana tông nà mà lạ tô mà hô tình nhạc ayong mà lạ. Bà lưu khanika tamari bà tu tabo ka tu ayong ga yok nam mala to ma ho
lakana tonda mala to maho penya ayong mala ba ya da ro ko ku ho tamari chu taw na so ro ko ayong yu de lu bo ko ayong yu de ha bo no di ka ro bo ho thì anabana rồi như anabana đó là u nó tôi đã vừa được gặp bố cô chú rồi yêu tinh thế mà nào nàng tinh thế mà bỏ nó ai giờ qua yêu đi tinh thế ra cả khi cả tự nhiên ngã bỏ nó cô ai cũng chưa hạ bỏ một tí đó xong xa mà bỏ ở tí bây giờ đi sau đuôi này rồi mà cái vụ này แต่กูว่าพ่อกูต้องบอกตัวกันตัวใดยานิกาพ่อกูตัวยูดีเต็งเซมเอยูดีบอกเอาอยู่บีดอดว่ามังโอมามาสิ่งนี้จบจบด้วยนี่รู้ไม่อยากเลยมามาสาระตัวนอกจากกูกับตัวกับยูนันปรมาธรรมหูยูนันเป็นยันยูนันตัวเมื่อไหร่ก็เป็นยันยูนันดี ขณะกรรมการอายุสั้นอะไรแบบนี้ปัญญาอยู่ในสมารถวันนั้นปัญญาบอกอายุยืนนี่เราปัญญาตัวปัญญาตัวเองก็ตัวบอดี ayo no yu ya ko no tri nga ko ko pinya so lo tamatha twa ma bana ni ne ma thì ngài trả lời là tùy vào hành giả, nếu mà hành giả hành theo tuần tự thì hành giả trong lúc mà hành giả thực hành các cái đang nhập vào thể nhập vào các cái tầng thiền ấy, thì trong những cái khoảnh khắc đó gọi là ta đang gá thì hành giả đó có cái định gọi là khanika tama samadhi, cái sát na định. Và đối với các cái hành giả mà hành thiền minh sát thì với các cái bước là quán xét danh sắc thì các cái hành giả này cũng sử dụng cái sát na định này để mà quán xét nó. Đó là các cái đối tượng của khanika samadhi có cái sát na định và dựa vào từng hành giả. Và tiếp theo cái câu hỏi là danh sắc tục đế, danh sắc tục đế thì sát na định có thể thể nhập được không, có thể hướng tới cái đối tượng là danh sắc tục đế hay không? Thì ngài nói là danh sắc sát na định có thể hướng tới các đối tượng tục đế, trong giống như là khi mà mình đang thực hành thiền định, các cái đối tượng tục đế giống như là nó không phải là cái danh sắc tối hậu, không phải là danh sắc chân đế, nó chỉ là tục đế của nó đó, chỉ là cái chế định. Thì ngài nói là vẫn có thể hướng tới các đối tượng này được. Dạ vâng ạ. Chúng con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Kính bạch ngài, con thực hành thiền nhà với sự hướng dẫn của một hành giả ở Ba Âu được khoảng một năm. Hiện giờ con ngồi một tiếng mỗi ngày. Cách đây vài tháng, con có thể tập trung trên hơi thở tại điểm xúc chạm được 5-10 phút, có khi được hơn 15 phút. Khi con tập trung được, con biết được hơi thở đi qua điểm xúc chạm rõ. Đôi khi còn nghe nóng ở điểm xúc chạm, nhưng con bỏ qua và tiếp tục ghi nhận hơi thở. Tuy vậy, con không thể tập trung lâu được vì luôn bị hôn trầm hay phóng dật. Con đã đổi tọa cụ để giúp lưng thẳng, áp dụng đếm số và hít thở dài, nhưng không cải thiện được. Khoảng 2 tháng gần đây, con bị hôn trầm rất nặng và không thể tập trung. Con rất hay bị các suy nghĩ về công việc, các mối quan hệ không như ý,
xuất hiện liên tục cản trở sự tập trung trên hơi thở. Tới khi tập trung được một lúc thì con lại bị hôn trầm. Mong Ngài từ bi hoan hỷ dạy cho con cách đối trị hôn trầm, phóng dật để có thể tập trung hoàn toàn trên hơi thở tại điểm xúc chạm. Con kính tri ân Ngài. Sara Papia, no me junta juca. Yogi the cow a hu, yogi the yap a huma, tu antema, a tutu, the ya ato de bucoso, tu ga paoka, ato kere yogi. Pido tu nesin tu the nai ato me, ato vare. Đi lá bài ở tôi mà tu lệ a dòng thi đệ nề gia xuyên tu ngã minh nít xe minh nít tất cả đã lệ xin ngã minh nít lâu tu a dòng sai này đấy tu lệ thế mà tu tu thế này đấy tu lệ a dòng tu thiên sa tu thi đệ tất cả đã lệ đi thi đệ nề gia mà tu đi apu tu khán xa bà đấy, nên mấy tu cayu mà sai bút bị đó, pian lệ thêm mà tu ai dòng sai đấy, tu à khê khê cả tu âm nhẹ đang ếch ngay đấy, bị đó say pian luôn đấy, thì tu lâu đã cả tu cushion tu pian đấy, khá biếng ăn tu thà đấy, tu bả lẽ, number tu dễ tuệ đấy, ví dụ à xe lê à xe tu xu đấy, tại vì mẹ tu dễ à khê khê tu mà chồ luôn này bu, thì nà la à tuệ mà tu à nhẹ ra à ya lê ấy ngay đấy, được, à dùng mà sai này bu, ví dụ à tuệ à lâu alo sai ya atuele da ta cha atuele amie da nao she pe de tu le a yong tu ma su sai nai bu ta kha ta le su sai nai de ne da me me tu ai ngai de sa do tu ke ke tu da ka be ni sanin ne chu luon chu luon này bây giờ tu lệ ai dùng tu chà chà su sai này lên sao hay giờ có anh ấy để rồi để cắt gạch lên sao đâu này lên xe bể đi có gì nào đâu vậy à mama alo tín hiệu có bị gì sư không có nghe này không? Này không? Cái này có vấn đề.
Alo, sư hỏi nghe con nói không? Dạ, yeah, bây giờ sư nghe được rồi. Sư nghe không thưa sư? Dạ, yeah, nghe. Dạ rồi, để dùng mơ. Dạ, dạ, sư nghe, sư cứ nói lại. Dạ, yeah. Hồi nãy ngài mới trả lời được một phần câu hỏi để sư... Sarabia. Kunama saro amenga bosanata paya asa atau tin yore atsa atau tong tong song ba me biro tacha ni sene ne chan de la me sư không nghe được con. Sư chưa nghe được. Sarok khana ba bia to bi do ma cha lai bu bia di atam ma kong la bu bia lại sau tiền lại sau lại còn một lại giá video mà công thao đi này giao thay giá đoạt xì đảo giá video lại dùng lui giá là vậy nó thao miếng nào đi vậy tiếp gì là tham ăn mấy giá thao giá tham ăn mấy giá này nó không đi vậy là thà đi vậy thôi đi lại mua chủ đó nó mama miếng nào đi vậy chỉ bộ nó mau này giá này ngay đây đấy mà mà ừ cái slide làm đi không biết sao bây giờ hốt rồi ai mà mà nó ai đâu mà đã chỉ được ya con này sẽ làm đi mà nó không rồi về lối lối mà lại sao đó nói vậy thôi à tên là không biết là mà đi ra lần đi vào đi xem bộ, mình đi ăn gì này, mình ăn gì vậy, tết gì này, mà bây giờ.
Thì với cái vấn đề mà cô thiền sinh gặp phải thì ngài khuyên là cô nên chọn những cái vật thực mà phù hợp với cổ, các cái loại thức ăn thức uống nào mà phù hợp với cổ, và có thể thực hành thêm đi bộ nhiều hơn để mà giảm cái hô trầm, hoặc là có thể là vừa đứng và vừa để tâm tới cái đề mục của mình. Có thể là nếu mà buồn ngủ quá thì cô nên thử là cô nên rửa mặt, hoặc là cô nhéo hai bên cái gáy tay để mà cho được tỉnh táo. Là khi mà ngồi ở trong bóng tối thì cũng rất dễ bị hôn trầm, cô phải kéo màn ra để cho ánh sáng nó lọt vào để mà được tỉnh táo. Đó là những cái lời khuyên của ngài. Nghe được không ạ? Nghe được, sư nghe được. Câu hỏi cuối cùng. Hiện con là một cư sĩ đi làm nên con rất muốn có nhiều thời gian trong ngày con làm việc pháp và tránh xa việc ác. Con rất mong con luôn giữ thân khẩu ý thiện lành nhưng rất khó. Và do đi làm nên con sẽ không có nhiều thời gian tạo phước thiện. Con kính mong ngài từ bi chỉ dạy cho con thực hành trong đời sống này. Và con nên làm gì để tạo được phước thiện lớn nhất? Cảm ơn. Còn đợi một chút, bạn đang tìm cái câu trả lời đầy đủ cho cái câu hỏi trước đó. Con đang à, tham ari chọn đi, nó khi nào tham ari chọn đi. Tu ở tuệ tân na tu áp hiện tu bà lô lô con mà lấy bà cú tô lô về ở chỗ anh nhà sông gia mà lấy sao chị nhà luôn, hola, chị mà nhà luôn,
chị mà gia lệ ở lúc nhà đề cô nấu xây dựng thêm lô khe đề vì đồ đi ở khe khe cho tu cú tô tách mà lô này cũng ở chị mà bên nào kiểu như tu à tôi bà cú tô lô yến thì ở chỗ nhà xong phía này đã lên đi gạo cái ngô gì mà nó gần xí đi cú xây thế à bộ lâu nay là nè rồi lúc đó mà thay máu nó cú đồ lâu dài rồi cú cú bây giờ cú lấy cái nam giới lâu ấy cái bữa đó nó đi đi qua đó là cú đồ chết rồi đi nên đã qua đó là nên đã qua cái này là cú đồ chết rồi nó mà nãy nó đi qua là cú đồ chết rồi đi cú đồ cả ngài vừa mới trả lời là thì cái việc mà mình giữ gìn thân khẩu ý thì nó không có liên quan lắm với cái việc là mình không có thời gian để mà làm thiền pháp, tại vì như mà ngài đã giảng là mình có thể niệm ơn Đức Phật, hoặc là mình có thể rải tâm từ, hoặc là niệm về sự chết, thì tất cả các cái pháp này đều đem lại thiền pháp, đem lại kusala, tức là đem lại cái kết quả tốt đẹp, nên là hành giả nên thực hành các cái loại thiền tập này, nó phù hợp với hành giả. Đó là câu hỏi cuối cùng phải không cô ạ? Xin lỗi vì sự cố kỹ thuật một chút cho nên nó hơi đụng phụ phút cuối, thì bây giờ chúng con xin hết các câu hỏi rồi ạ. Thì chúng con xin thỉnh ngài chúng con chia phước và chúng con sẽ nói lời tri ân các bạch vào ngày tối ngày mai ạ. Tại bây giờ cái sự cố kỹ thuật cũng không tiện cho việc mà thưa thỉnh nhiều, thưa thỉnh ngài. Sau đó khu mê khung cùng tòa bị bia khu âm nhạc bê bê phô tuệ đi đa ca mà âm nhạc sau đó hồ đệ ở đài tụ đô lai nào vì đó âm nhạc bê bê bà mình kia đi khi nào vào đi chơi đi được vào khi nghe tâm mày đi tôi nên show đi nhá tâm mày ở chỗ mua nên vừa ra cái này rồi mày lười lao cái này đi nên phải làm mày này chơi xin dài nó mà vào lúc nào sau đó đi chơi rồi đi chơi show chơi thà đi chơi dài này nó mày có nói là đi ra mà đi lưu trong biểu vậy nó nên nên chúng tôi nên nên chịu lấy chịu để già lấy chế biểu mà nó thì tôi mới tha vai mà già rồi lưu yên chín chục cái gì ta chỉ ta đi phát già nó tôi đâu có tên là già này cả bao gồm gì cái gì đi vào mà nó ai cũng yêu biết đồ hay là đi đâu mà nó tôi mới tha quan lâu rồi thì tôi mới tha vai mà tôi đã già này cả rồi thì qua này mới qua rồi cái gì đi vào này qua nó tôi thấy như giàu này để cả mọi thứ đã tham gia đi cô này tôi đi lưu ra áp phiền อุตตรธรรมาติมุขะอาภิญคณิกธรรมาติเนาะอะไรคณิกธรรมาติอยู่ตัวเปียเนาะถ้าจีลีบากูบ่าเนาะอายุที่ถูกต้องเนี่ยปกติอุทุเทศโดยยาวนี่โดยเนี่ยกามาสระธรรมาติกูเลยบ่าเนาะตริดูษาภิญกามาสระธรรมาติกูอุตตรจะดิบษาภิญอุตตรธรรมาติมุขะอาภิญอย่างเนาะคณิกธรรมาติเนาะลาดูว่าบ่าเราดิษาเลยเนาะอุตตรกรรมฐานตะคู่กู ตัวเจอดูโบราณนุเรียนจานเอามายเอาเนาะอาชีกันทุรองท่าละบ่ทุเทศดูยาวนี่เดกามาวสระตมะติโหละตริดูปะสาอาภิญอุตตรธรรมะติมุขะอาภิญคณิกธรรมะติเนาะมามาเนี่ยนาวิปัตตนาบายเนี่ยตุ๊ดวิปัตตนาญาณิกปุคคโหอีตริดูปะสาอาภิญอุตตรธรรมะติอนิยาโตตมะติโหวิปัตตนาอีอาชีกันอยู่ฤทุตมะติโหโตมุทุอุตตรธรรมะตังโหวนซาฤ
Udamari ma do modem, Uzarazamata, then Haradu, we got the Nashu guy, but then Haradiari, having born at Jayole, she did, we got the Nanyan, she and Dwelly, she did the Mariule, Kaniga the Mariu, Kore. Now the Kadamatabai, the Praya Niga Boku, Uzarazane, the Marina Niga Namona, Uzarazan, the Marina and Nigalia, she did, Jinja Nido, Prigama the Mariule, Kaniga the Mariu, Kore, no, a little Mayan. Do a diet to show day, no? You do all that woman to Ajara or Zaganes, Simuja Malue. How the car, we got the Navai Nile, the Panayanica Bobby, Udara, the Mardi, Panad Mardi, the Mumu Dover, the Mardi, we got the Nai, Chigan Bubidori, Uzara Zando, Moho, Abanara Zan, Munzabi, Mazangata, Zangata, I think Haradia, we got the Nah, a shoe guy. สิงหาราตยารีบ่มาจ้าแล้วสิเดอทุติงหาราตยารีอเลษาอะเพียงหล่ะอเสียอะโดมโดกะอะเพียงเสียโดมโหนัตตะอะเพียงเสียก้องสวาชุนี่แล้ววิปัตตนาเนี่ยရှင်ด้วยเลยสิเดตมารีโหเลยบ่าတော့คณิกะตมารีเนาะเออนี่ดูตมารีดีจ้องเลยอะหมายราดูจุงดีกูบ่ตัวတော့เนเนยาเจเนาะคณิกะตมารีมามามาสะรอะจินจုတ်มั้ยဆိုရင်เออဘယ်လိုလဲစะรอ เออคู่ပြောတာอะไรอะไรอีกทุกอยู่นะมามาเนาะเดี๋ยวจะมาอยู่บ่อีจะติดเปลี่ยนไปတော့ရှင်းပြเนาะมามาเน็ตเปลี่ยนล่ะซะเนาะเออเน็ตเปลี่ยนสู่เน็ตเปลี่ยนแล้วเตียว่าจี้เอามาเดี๋ยวเนเน่တော့เอ่อเฉิงย้ายတော့เลยแกเน็ตเปลี่ยนอาชิ้นเลยป่ะเนาะอาชิ้นย้ายเลยแล้วๆปุยอูมามามามามา Ngài nói thêm về cái vấn đề về cái sát na định Kanika Samadhi thì ngài nói là cái về cái Kanika Samadhi này thì ngài Bảo Ốc có biết về cái chủ đề này, nhưng mà cái Kanika Samadhi này là một cái loại định nó rất là khó hiểu, và ngoài ra thì cái phạm vi của nó cũng rộng nữa, nó có thể là nằm trong cái bước mà mình hành thiền định, hoặc là có thể nằm trong bước mình hành thiền quán. Thì ngài có kể ra hàng loạt 4-5 loại, 4-5 trường hợp xuất hiện cái Kanika Samadhi này, cái sát na định này. Có thể những cái trường hợp mà những cái người mà hành theo kiểu là thuần quán á, thì bắt đầu là họ hành theo tứ đại. Thì khi mà họ hành tứ đại thì khi mà họ đạt được cái cận định á, thì có thể nói đây là cận định, nhưng mà thực sự đó là sát na định. Và tương tự đối với hành thiền niệm ấn Đức Phật cũng vậy. Khi mà hành thiền niệm ấn Đức Phật này, mình đạt tới một cái trình độ là mình đã thuần thục rồi, thì khi mà thuần thục quá thì mình nói là đây là cận định, nhưng mà thực sự đó là sát na định. Và ngoài ra còn có cái trường hợp là khi mà quán xét danh sắc, khi mà nhập vào tầng thiền định và xuất ra khỏi định, mà mình dùng cái định đó để mình quán xét danh sắc về vipassana, thì đó cũng là sát na định. Mà ra nó còn thêm 1-2 trường hợp này nữa, nhưng mà vắn tắt nói chung lại thì ngài giải thích là nó trường hợp này về sát na định nó khá là khó hiểu, và cái phạm vi của nó cũng khá là rộng, nên là nếu mà có thời gian thì ngài sẽ giảng giải chi tiết cho mọi người về cái sát na định này. Yeah, đây xuống lại. Hết giờ rồi. Sau đó khu nhà bê quê bà mẹ. Đà mê bô nhàm. Đà mê bô nhàm. À sơ vật thầy à hoa hàng hoa đu. Asawakaya waham hotu. Idame silam. Idame silam. Nibbanasa. Nibbanasa. Bachayo. Bachayo. Hotu. Hotu. Idame. Idame. Nyadina. Nyadina. Hotu. Hotu. Sukhita. Sukhita. Hondu. Hondu. Nyadayo. Nyadayo. Mama bonya bagan.
Mama punya bagam. Sabba sadana. Sabba satanam. Bajemi. Bajemi. Besabe. Besabe. Besama. Besama. Punya bagam. Punya bagam. Labandu. Labandu. Sadu, sadu, sadu. Okay, yale, tu pin dia dia. Sama chanda sabarana tine. Ya, suju kembali saro. Saro, tapi do. Sakab ya, ni akan mah, tapi do. Lai, tip mamam. Khi khi chỉ để sao đó sao đó khuyên lúc mà ờ từ lúc vào về chỉ rồi đấy ờ vậy nghe nghe thấy cái cái chuyện gì biết rồi là từ lúc vào nó khi khi rồi chỉ chờ rồi mà vậy rồi chậm mà chậm tao chứ giờ lấy chậm mà chậm nào cái cái bây giờ đấy cái gì chậm mà chậm chậm nào cháu bây giờ lo lo karma bom tổ bom mà ngày chúc cho tất cả quý vị tất cả thính giả ngày hôm nay có được thân tâm thường an lành. Sao được Jesus thương bà đây sao nào bia. Cảm ơn bà đây sao nào. Người cùng Giang bắt tính đọc sách cho ngài ha. Idame punya. Idame punya. Asavakaya vaham. Asavakaya vaham hotu. Idame punya. Idame punya. Nepanasa. Nepanasa. Pachayo. Hotu. It's low battery. Your low battery. Close. It is still
Ý là đem cái gì? Đem cái ly lên đó. Cầm cho cô, để coi cô có dùng không? Thank you.
em cô rất là kế
Mày ra mày hay quá. Có gì mà có. Mày dở gì thì dở gì. Không nắm không tin. Ông cút cháu cho bỏ được không? Bỏ được không? Đi mà. Hy vọng là làm xong con sẽ muốn ngon. Thank you.